Phật tử, khi Đại Bồ Tát tu hành các căn lành như vậy, nơi chúng sinh ác, chẳng sinh tâm mỏi nhàm, cũng chẳng làm khởi tâm xả bỏ. Giả sử thế gian đầy tất cả chúng sinh không biết ơn, Bồ Tát ở chỗ họ ban đầu chẳng sinh tâm hiểm hận, chẳng sinh một tâm niệm cầu báo đáp, chỉ muốn diệt vô lượng khổ não của họ. Nơi các thế gian tâm như hư không, chẳng có sự nhiễm trước. Khắp quán tướng chân thật của các pháp, phát thệ nguyện lớn, diệt trừ khổ của chúng sinh, vĩnh viễn chẳng nhằm bỏ chí nguyện đại thừa, diệt trừ tất cả những cái thấy, tu các hạnh nguyện bình đẳng của Bồ Tát, các vị đệ tử của Phật. Khi Đại Bồ Tát giống như kinh văn ở trước đã nói, tu hành đủ thứ căn lành, đối với những chúng sinh ác bất thiện, Ngài chẳng sinh tâm nhàm chán, cũng không thể gặp mà khởi tâm bỏ họ. Giả sử trên thế gian đầy rẫy tất cả những chúng sinh không biết ơn báo đức, đối với thiện tri thức, vong ơn bội nghĩa, Bồ Tát đối với loại người này từ đầu đến cuối cũng chẳng hiềm khích họ, chẳng sân hận họ, tuyệt đối chẳng sinh một tâm niệm đáp lại. Nhận rằng mình bố thí cho các bạn rất nhiều đồ vật, đối đãi các bạn có ơn thì các bạn sẽ báo đáp tôi, làm nô lệ cho tôi. Bồ Tát chẳng có những tư tưởng như thế, chỉ nguyện có thể thay thế chúng sinh diệt trừ vô lượng đau khổ phiền não. Đối với tất cả vinh hoa phú quý trên thế gian hưởng thụ năm dục, Ngài đều thấy như là mây trôi. Tâm của Ngài giống như hư không, có thể dung chứa vạn vật, chẳng sinh chẳng diệt, không tăng không giảm, không dơ không sạch, chẳng nhiễm một chút nào, chẳng chấp trước bất cứ những gì, tự tại vô hạn. Khắp quan sát thời tướng của các pháp, minh bạch tướng chân thật, tức là vô tướng. Vô tướng mới là thật tướng, có tướng thì có sinh diệt, vô tướng thì chẳng có sinh diệt. Cho nên Bồ Tát đã giác ngộ đạo lý này, bèn phát thệ nguyện lớn cứu chúng sinh thoát khỏi cảnh mê có tướng, diệt trừ đau khổ truy cầu chấp trước có tướng của chúng sinh. Ngài vĩnh viễn chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh, vĩnh viễn cũng chẳng xả lìa chí nguyện Bồ Tát đại thừa cứu chúng sinh. Ngài đã diệt trừ kiến hoặc, tà tri tà kiến, tư hoặc, vô minh hoặc, đầy đủ chánh tri chánh kiến, tu hành hạnh lớn, nguyện lớn, bình đẳng vô tư của các vị Đại Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sinh. Phật tử Đại Bồ Tát quán sát như vậy rồi, như các căn lành đều đem hồi hướng, nguyện cho tất cả chúng sinh niệm niệm sinh ra vô lượng pháp lành, thành tựu tâm vườn rừng vô thượng, nguyện cho tất cả chúng sinh được pháp tràng động thấy tất cả chư Phật đều hoan hỷ, nguyện cho tất cả chúng sinh ưa thích pháp vườn tược được niềm vui vườn tược của chư Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm tịnh diệu thường thấy vườn rừng thần thông của Như Lai, nguyện cho tất cả chúng sinh được niềm vui du hí của Phật thường khéo du hí cảnh giới trí huệ, nguyện cho tất cả chúng sinh được niềm vui du hí đến khắp đạo tràng chúng hội cõi nước của chư Phật. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng giống như ở trước đã nói, quán sát căn lành ưu liệt của chúng sinh thế gian rồi, Bồ Tát thương xót chúng sinh ngu si, nghĩ muốn cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ, do đó Ngài nhiếp lấy các thứ căn lành của mình tu tập để hồi hướng cho chúng sinh. Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong niệm niệm đều từ từ sinh ra vô lượng pháp lành, thành tựu tâm tốt đẹp giống như vườn rừng, lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được pháp tam muội chánh định chẳng động, ở trong định thấy được các đức Phật, mỗi vị Phật đối với Bồ Tát đều sinh tâm hoan hỷ, lại nguyện cho tất cả chúng sinh hoan hỷ như pháp vườn hoa và vườn động thực, chim thú quây quần, người với chim thú sống hòa bình với nhau, đầy sự vui vẻ thương yêu. Chỉ có vườn tược trong cõi nước chư Phật mới đắc được sự vui vẻ không thể nghĩ bàn như thế. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được tâm pháp thanh tịnh thượng diệu, luôn luôn có thể thấy được thần túc vườn rừng của Phật. Thứ vườn rừng đó, nhà tự nhiên ngàn biến vạn hóa, có thần được kỳ diệu không thể nghĩ bàn, có thể ví dụ nó có thần túc thông. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được niềm vui du hí của Phật. Sự du hí đó là chư Phật vì giáo hóa chúng sinh, biến đổi phương thức dẫn dắt chúng sinh nhập vào biển trí huệ của Phật. Chứ chẳng phải du hí của thế gian chẳng có ý nghĩa gì, mà là có thể khiến cho chúng sinh thường du hí trong cảnh giới trí huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được niềm vui du hí thần thông ở trong mỗi niệm, có thể đến khắp cõi nước chư Phật trong mười phương tham gia đại pháp hội thuyết pháp, nghe chánh pháp trong đạo tràng của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu du hí giải thoát của Bồ Tát, suốt kiếp thuở vị lai thực hành hạnh Bồ Tát tâm không mệt mỏi. Nguyện cho tất cả chúng sinh thấy tất cả chư Phật để khắp pháp giới phát tâm rộng lớn, trụ nơi vườn rừng của Phật.
nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể đến khắp tất cả cõi Phật, trong mỗi mỗi cõi đều cúng dường các đức Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm muốn thiện lành, trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí vườn rừng đỉnh đài. Vì muốn khiến cho chúng sinh thấy được tất cả chư Phật, du hí tất cả vườn rừng của Phật, lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu giải thoát vô ngại giống như các Đại Bồ Tát, nhậm vận tự tại du hí trong các cõi, suốt thuở vô lượng kiếp vị lai đều tu hành hạnh Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, mà tâm vĩnh viễn không mệt mỏi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thấy được chư Phật đầy rẫy trong hư không pháp giới, mỗi chúng sinh đều phát tâm bồ đề rộng lớn, mọi người đều trụ nơi vườn rừng của chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể đến khắp cõi nước chư Phật trong mười phương, đến đạo tràng của mỗi vị Phật để cúng dường chư Phật, lễ lại chư Phật, gần gũi chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều được tâm vui thiện lành, thanh tịnh ba nghiệp, thành tựu căn lành, trang nghiêm cõi nước chư Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí vườn rừng đỉnh đài. Ngài vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều có thể thấy được mười phương chư Phật tự tại du hí nơi vườn rừng của chư Phật. Phật tử Đại Bồ Tát lập trong ngàn ước na do tha, vô lượng vô số hội bố thí rộng lớn, tất cả đều thanh tịnh, được chư Phật ấn khả, chọn không tổn não một chúng sinh nào, khắp khiến cho chúng sinh xa lìa các điều ác, thanh tịnh ba nghiệp, thành tựu trí huệ, mở bài vô lượng trăm ngàn ước na do tha a tăng kỳ cảnh giới thanh tịnh, tích tập vô lượng trăm ngàn ước na do tha a tăng kỳ Phật tư sanh. Các vị đệ tử của Phật Đại Bồ Tát tu pháp bố thí, Ngài đã từng lập trăm ngàn ước na do tha a tăng kỳ vô lượng vô số lần pháp hội bố thí rộng lớn. Những lần pháp hội đó đều làm được viên mãn thanh tịnh, lại được mười phương chư Phật khen ngợi ấn khả, từ đầu đến cuối chẳng có tổn hại não loạn một chúng sinh nào, khắp khiến cho tất cả chúng sinh đều xa lìa các thứ nghiệp ác, đắc được đạo quả ba nghiệp thanh tịnh, thành tựu tâm trí huệ, mở bài vô lượng trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ cảnh giới thanh tịnh, tích tập vô lượng trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ và tư sanh tốt đẹp. Bồ Tát phát tâm bồ đề rất khó được, hành bố thí vô hạn, khiến cho các chúng sinh trụ đạo thanh tịnh, ban đầu giữa sau đều thiện, sinh niềm tin hiểu biết thanh tịnh, tùy thuận sự ưa thích trăm ngàn ước vô lượng tâm chúng sinh đều khiến cho họ hoan hỷ, dùng đại từ bi cứu hộ tất cả, thừa sự cúng dường chư Phật ba đời vì muốn thành tựu tất cả giống Phật, tu hành bố thí trong tâm chẳng hối tiếc, tăng trưởng niềm tin thành tựu viên mãn hạnh thủ thắng, niệm niệm tăng tấn bố thí ba la mật. Bồ Tát phát tâm bồ đề vô thượng rất khó được, thực hành đại bố thí khó xả mà xả bỏ được, trong thì xả đầu mắt tủy não ngũ tạng lục phủ và thân này, ngoài thì xả đất nước vợ con và tất cả kho tàng bảy báu. Bố thí pháp bố thí không sợ hãi, chẳng có giới hạn, khiến cho tất cả chúng sinh đều an trụ nơi Phật đạo thanh tịnh, ban đầu lành giữa lành sau lành, ngày đêm sáu thời chẳng có thời nào chẳng sinh tâm tin thanh tịnh, và đối với Phật đạo các thứ pháp môn tâm trí giác ngộ thông đạt thấu hiểu, tùy thuận trong ngàn ước vô lượng chúng sinh đều hoan hỷ. Bồ Tát đều khiến cho mỗi người đều đầy đủ tâm hoan hỷ của họ, dùng tâm đại từ bi để cứu bà tất cả chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi biển khổ, dùng nguyện lực cứu khổ cứu nạn để bảo hộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều đắc được an ổn vui vẻ. Thừa sự mười phương chư Phật, dùng đồ vật thượng hạng cúng dường mười phương chư Phật. Mục đích Bồ Tát tu hành thành khẩn như thế là vì hy vọng thành tựu đức hạnh giống Phật, tu hành bố thí lớn, khó làm mà làm được. Hy sinh bất cứ cái gì đều hành vô sở đắc, trong tâm chưa từng so sánh, cũng chẳng sinh tâm hối tiếc, căn lành tăng trưởng, niềm tin ngày càng kiên cố, viên mãn thành công, đủ thứ hạnh môn thủ thắng. Bây giờ Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh phát tâm đại thừa đều được thành tựu bố thí đại thừa, nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể thực hành hội bố thí lớn, bố thí tất cả, bố thí lành, bố thí tối thắng, bố thí vô thượng, bố thí vô thượng nhất, bố thí không gì bằng, bố thí vượt hơn các thế gian, bố thí được tất cả chư Phật khen ngợi. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm thí chủ bậc nhất nơi các đường ác, cứu giúp chúng sinh, đều khiến cho họ được vào con đường trí huệ vô ngại, tu đại nguyện bình đẳng căn lành như thật, tự chứng được trí huệ cảnh giới không khác biệt. Nguyện cho tất cả chúng sinh an trụ các thiền định trí huệ vắng lặng,
vào con đường bất tử, rốt ráo tất cả thần thông trí huệ, dũng mãnh tinh tấn, đầy đủ các bậc trang nghiêm Phật Pháp, đến nơi bờ kia vĩnh viễn không thối chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh lập hội bố thí lớn, chọn không nhằm mỏi, cứu tế chúng sinh chẳng ngừng nghỉ, rốt ráo nhất thiết trùng trí vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh luôn siêng gieo trồng tất cả căn lành, đến được bờ kia vô lượng công đức. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường được chư Phật khen ngợi, khắp vì thế gian làm đại thí chủ, công đức đầy đủ, sung mãn pháp giới, chiếu khắp mười phương, bố thí niềm vui vô thượng. Khi Bồ Tát thành tựu hạnh thù thắng, hướng về bố thí ba la mật rồi, Ngài bèn đem hết thảy các căn lành tu tập hồi hướng cho chúng sinh. Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều phát tâm Bồ Tát Đại Thừa. Đại Thừa là thừa viên mãn, tức cũng là Phật Thừa, Bồ Tát Thừa. Bồ Tát hy vọng thành Phật, cho nên phải phát tâm đại nguyện, phát tâm Đại Thừa, độ khắp chúng sinh thoát khỏi biển sinh tử, đều có thể thành tựu bố thí Đại Thừa. Đại nguyện cho tất cả chúng sinh đều thực hành pháp hội bố thí lớn, đem hết thảy cả ra bố thí, dùng tâm lành tận thiện tận mỹ để bố thí thù thắng nhất, bố thí tốt đẹp nhất, bố thí vô thượng nhất, bố thí chẳng có gì bằng được, bố thí vượt hơn tất cả thế gian, được mười phương chư Phật tán thán khen ngợi. Đại nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại thí chủ bậc nhất trên thế gian, đến bốn đường ác bố thí bình đẳng, và còn khuyên họ cải ác hướng thiện, cứu tế họ thoát khỏi các đường ác, hy vọng họ tương lai đều đắc được trí huệ viên dung vô ngại, và Phật đạo tu hành nguyện lớn bình đẳng, thành tựu trí huệ căn lành bình đẳng chân thật, chẳng có tâm phân biệt, tự chứng được cảnh giới trí huệ thật tu. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh an trụ trong bốn thiện tám định vắng lặng, dùng trí diệt khổ sinh tử, vào con đường niết bàn chấm dứt sinh tử, đắc được thần thông và trí huệ chân thật, dũng mãnh tinh tấn tu hành Phật đạo, viên mãn đầy đủ công đức các bậc thập địa, thành tựu quả vị thập địa Bồ Tát, dùng căn lành tu tập để trang nghiêm Phật Pháp, đến được niết bàn bờ kia, vĩnh viễn không thối chuyển tâm Bồ Đề, cũng chẳng thối lùi về địa vị phàm phu, trừ phi theo nguyện lực trở lại vẫn còn sinh tử, độ khắp chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh cũng thường lập pháp hội bố thí lớn, chẳng nhàm mỏi, luôn luôn cứu tế tất cả chúng sinh, tâm nguyện bố thí không luôn luôn không ngừng nghỉ giữa chừng. Như thế niệm niệm không ngừng hành bố thí công đức, cuối cùng sẽ đắc được nhất thiết trùng trí vô thượng chân thật. Hai, nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn siêng năng gieo trồng tất cả căn lành, thời thời tài bồi căn lành, khiến cho căn lành tăng trưởng, đạt đến công đức bờ kia chẳng có hạn lượng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường thường được chư Phật tán thán khen ngợi, đến các mười phương thế giới làm đại thí chủ của chúng sinh, đủ thứ công đức đầy đủ viên mãn, tẩy rẫy khắp hư không pháp giới, ân huệ bố thí khắp và mười phương cõi nước, ban cho chúng sinh niềm vui vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh lập hội bố thí lớn, rộng tích tập căn lành, bình đẳng nhiếp chúng sinh đến bờ kia. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu bố thí thủ thắng nhất, khắp khiến cho chúng sinh trụ thừa đệ nhất. Nguyện cho tất cả chúng sinh bố thí theo thời, vĩnh viễn lìa phi thời, bố thí lớn rốt ráo. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu bố thí lành, đến được bố thí bờ bên kia của Phật Đại Trượng Phu. Nguyện cho tất cả chúng sinh rốt ráo thường hành bố thí đại trang nghiêm, tôn hết tất cả chư Phật làm thầy, thầy đều gần gũi cúng dường lớn. Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ nơi bố thí thanh tịnh, tích tập vô lượng phước đức đồng pháp giới đến bờ bên kia. Nguyện cho tất cả chúng sinh nơi các thế gian làm đại thí chủ, thệ độ mọi loài trụ bậc Như Lai. Đó là hồi hướng căn lành lập hội bố thí lớn của Đại Bồ Tát, vì muốn khiến cho chúng sinh hành bố thí vô thượng, bố thí rốt ráo của Phật, thành tựu bố thí lành, bố thí không thể hoại, bố thí cúng dường chư Phật, bố thí không sân hận, bố thí cứu chúng sinh, bố thí thành nhất thiết trí, bố thí thường thấy chư Phật, bố thí khéo tinh tấn, bố thí rộng lớn thành tựu tất cả công đức trí huệ của Bồ Tát chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh mở pháp hội bố thí lớn nhất, vật chất chất đống như núi, phàm là hết thảy đồ vật ở nhân gian hoặc trên trời đều có hết, tùy ý chúng sinh hoan hỷ, đều có thể làm mãn nguyện yêu cầu của họ, bình đẳng nhiếp thọ tất cả chúng sinh đến niết bàn bờ bên kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu sự bố thí thù thắng đặc biệt nhất,
Giảng kinh thuyết pháp, khai thị các pháp môn thâm áo, chỉ dẫn chúng sinh tu Phật đạo vô thượng, khắp khiến cho chúng sinh đều trụ nơi Phật thừa bậc nhất, lại nguyện cho tất cả chúng sinh bố thí đúng thời, như đói thì bố thí cơm, khát thì bố thí nước, đương lúc cần gấp thì lập tức đầy đủ nguyện vọng của họ, đó là bố thí đúng thời. Giả sử người khác không cần nữa mà bạn vẫn bố thí thì ngược lại làm cho họ phiền phức, cho rằng bạn là kẻ ngụy thiện, đó là bố thí không đúng thời. Bồ Tát hy vọng chúng sinh không bố thí trái thời, đầu óc cần phải sáng suốt, biết lúc nào thích nghi sự bố thí thì mới kết duyên hoan hỷ với chúng sinh. Pháp hội bố thí lớn phải làm cho thực tế, phẩm vật bố thí phải tốt nhất. Người chủ trì pháp hội bố thí phải khiêm cung thành khẩn, khi bố thí vật cho người thì thái độ phải cung kính. Nếu được như thế thì người bố thí chẳng có tâm kiêu mạn, kẻ thọ nhận chẳng mặc cảm tự ti, đều hoan hỷ thì sẽ rốt ráo viên mãn pháp hội bố thí lớn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu sự bố thí thiện, đạt đến bố thí lớn của bậc đại trượng phu như Phật làm, công đức đầy đủ viên mãn, thành tựu bố thí ba la mật. Sự bố thí đó chỉ có Phật Bồ Tát mới làm được, vì phải xả bỏ nội ngoại tài. Phàm phu chẳng đạt đến cảnh giới này, lại nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn chân tránh bố thí lớn trang nghiêm, mười phương chư Phật đều đến làm đạo sư pháp bố thí của họ. Tất cả chúng sinh cũng đều biết gần gũi chư Phật, đều phát khởi cúng dường lớn đến chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể dùng ba nghiệp thanh tịnh, thường thường bố thí, tích tụ vô lượng phước đức đồng với pháp giới, đến được công đức bờ bên kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh làm chủ bố thí trong mười phương thế giới, phát thệ nguyện lớn, nhất định muốn cứu độ khắp tất cả chúng sinh đều đi đến cõi nước của chư Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài mở pháp hội bố thí lớn, đem hết thảy công đức căn lành hồi hướng cho chúng sinh, vì muốn khiến cho chúng sinh thực hành bố thí vô thượng, giống như sự bố thí chân chánh tốt đẹp của chư Phật đã làm, thành tựu nghiệp thiện bố thí. Bố thí không thể bị ngoại đạo phá hoại, bố thí cúng dường mười phương ba đời chư Phật, bố thí chẳng có tâm sân hận, oán giận, bình đẳng bố thí cứu giúp tất cả chúng sinh, bố thí thành tựu nhất thiết trí huệ. Nhờ công đức bố thí mà có thể thường được thấy chư Phật, dũng mãnh tinh tiến bố thí sinh tu nghiệp thiện, thành tựu công đức của tất cả Bồ Tát và trí huệ của chư Phật. Bố thí rộng lớn, vì những nguyên nhân ở trên cho nên Bồ Tát phải tu pháp bố thí, thực hành đạo bố thí. Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí tất cả Phật tư sanh, tâm chẳng có tham tiếc, chẳng cầu quả báo, chẳng hy vọng phước lạc của thế gian, lìa tâm vọng tưởng, khéo tư duy các pháp vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, mà quan sát thời tướng của tất cả các pháp, tùy theo đủ thứ chúng sinh khác nhau, sự dùng và chỗ mong cầu thầy đều khác nhau, mà sắm sửa vô lượng đồ vật tư sanh, tất cả đều nghiêm sức, thầy đều tốt đẹp, thực hành bố thí vô biên, bố thí tất cả, bố thí hết trong ngoài. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn bố thí, Ngài bố thí các thứ đồ vật cần dùng trong cuộc sống, tiền tài châu báu, ăn uống, thuốc men, Ngài đều không sinh tâm tham sẻn, cũng không cầu người khác báo đáp cho Ngài. Đối với danh văn lợi dưỡng phú quý trên thế gian, Ngài chẳng có chút mong cầu gì cả. Ngài sớm đã lìa tâm vọng tưởng, lúc nào cũng tư duy các pháp, vì Ngài muốn lợi ích tất cả chúng sinh, cho nên Ngài quan sát thật tánh, thật tướng, chân tánh của tất cả các pháp rất kỹ càng. Tùy theo căn tánh khác nhau của tất cả chúng sinh, chỗ dùng, chỗ mong cầu của họ thầy đều khác nhau. Bồ Tát sắm sửa vô lượng phẩm Phật tư sanh, đầy đủ hết các thứ, tất cả phẩm vật đều trang nghiêm, tốt đẹp nhất hiếm có trên thế gian. Bồ Tát thực hành bố thí vô biên, bố thí tất cả, nội tài, ngoại tài, đều bố thí xả hết. Khi Bồ Tát bố thí, tăng thêm sức trí nguyện, đắc được công đức lớn, thành tựu tâm báu, thường bảo hộ tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ phát sinh trí nguyện thủ thắng. Bồ Tát chưa từng có tâm cầu đền đáp, hết thảy căn lành đồng với chư Phật ba đời đều viên mãn nhất thiết chủng trí. Khi Bồ Tát bố thí như thế thì Ngài rất hoan hỷ, tinh thần sung mãn, nguyện lực tăng trưởng trong vô hình, đắc được công đức lớn. Đó là cảm ứng của sự không mong cầu, chẳng những đắc được công đức vô cùng vô tận mà còn thành tựu tâm báu trí huệ thủ thắng nhất, luôn luôn bảo hộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ cũng lập chí lớn, phát nguyện lớn. Bồ Tát từ lúc phát nguyện bố thí khắp tất cả
Chưa từng có tâm hy vọng chúng sinh báo đáp, ngài tu tập đủ thứ căn lành, đã đồng với chư Phật ba đời, pháp môn đã tu và căn lành tích tập đều đã viên mãn, các thứ trí huệ cũng đã đầy đủ. Phật tử, Đại Bồ Tát đem hết thảy căn lành bố thí đó hồi hướng cho chúng sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh thanh tịnh điều phục, nguyện cho tất cả chúng sinh diệt trừ phiền não, nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh dùng tâm thanh tịnh, nơi một niệm đi khắp pháp giới, nguyện cho tất cả chúng sinh trí huệ sung mãn hư không pháp giới, nguyện cho tất cả chúng sinh được nhất thiết trí, vào khắp ba đời điều phục chúng sinh, tất cả mọi thời thường chuyển bánh gia pháp thanh tịnh bất thối, nguyện cho tất cả chúng sinh đủ nhất thiết trí, khéo thị hiện thần thông phương tiện lợi ích chúng sinh. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát đem vô lượng công đức căn lành của ngài bố thí tích tập hồi hướng cho tất cả chúng sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh thân tâm điều thuận, sáu căn thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sinh diệt trừ đủ thứ phiền não, dùng công đức thanh tịnh trang nghiêm cõi nước của mười phương chư Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh dùng tâm thanh tịnh ở trong một niệm du hành khắp mười phương pháp giới, nguyện cho tất cả chúng sinh trí huệ sung mãn tận hư không khắp pháp giới, nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được nhất thiết trí huệ vào khắp ba đời giáo hóa điều phục chúng sinh, mọi thời gian đều có thể chuyển bánh xe pháp thanh tịnh hoàng dương chánh pháp, vĩnh viễn không mệt mỏi, vĩnh viễn không gián đoạn, vĩnh viễn không thối chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ các thứ trí huệ, khéo vận dụng thần thông, quán căn cơ chúng sinh, tùy thuận phương tiện, nhiếp thọ chúng sinh, lợi ích vô lượng vô biên chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều ngộ nhập vào bồ đề của chư Phật, suốt thuở kiếp vị lai trong mười phương thế giới, thường nói chánh pháp chưa từng nghỉ ngơi, khiến cho các chúng sinh khắp được nghe biết. Nguyện cho tất cả chúng sinh nơi vô lượng kiếp tu hạnh Bồ Tát đều được viên mãn. Nguyện cho tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới, hoặc nhiễm hoặc tịnh, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc thô hoặc tế, hoặc ngửa hoặc úp, hoặc một trang nghiêm, hoặc đủ thứ trang nghiêm, các thế giới có thể nói ra, các thế giới trong vô số thế giới thảy đều tu hạnh Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong mỗi niệm, trong ba đời thường làm tất cả Phật sự, giáo hóa chúng sinh hướng về nhất thiết trí. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều khai mở trí huệ, ngộ nhập bồ đề giác đạo của chư Phật suốt kiếp vị lai, thường đến mười phương thế giới giảng giải chánh pháp, vĩnh viễn không mệt mỏi, khắp khiến cho tất cả chúng sinh đều nghe được chánh pháp, cũng nhập vào bồ đề giác đạo. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp đều tu hạnh Bồ Tát, lục độ vạn hạnh đều tu hành viên mãn. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong đủ thứ thế giới, hoặc thế giới thanh tịnh, hoặc thế giới nhiễm ô, hoặc thế giới lớn, hoặc thế giới nhỏ, hoặc thế giới thô, hoặc thế giới vi tế, hoặc thế giới úp, hoặc thế giới ngửa, hoặc thế giới một thứ trang nghiêm, hoặc thế giới nhiều thứ trang nghiêm, hoặc tên thế giới mắt có thể thấy, ở trong đủ thứ thế giới, trong vô lượng thế giới, đều ở tại đó tu hạnh Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, chẳng có nơi nào bỏ qua, nơi nơi đều có chúng sinh phát tâm bồ đề như thế. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường thường ở trong mỗi niệm, trong thế giới mười phương ba đời đều làm các Phật sự, hoằng dương Phật pháp phổ độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh hướng về con đường trí huệ thanh tịnh chân chánh tiến tới. Phật tử, Đại Bồ Tát tùy thuận tất cả chỗ mong cầu của các chúng sinh, đem A Tăng Kỳ đồ vật như vậy bố thí, vì khiến cho Phật pháp tương tục không dứt. Đại bi cứu khắp tất cả chúng sinh an trụ nơi đại từ tu hạnh Bồ Tát, đối với lời dạy trong Phật giáo chọn không hủy phạm, dùng phương tiện khéo léo tu hành các điều lành, không dứt mất tất cả giống tánh của chư Phật, tùy theo chỗ mong cầu đều ban cho mà không nhảm mỏi, tất cả đều xả bỏ chưa từng hối tiếc, thường sinh tu hội hướng về đạo nhất thiết trí. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp bố thí, tùy thuận chỗ cần dùng của chúng sinh, dùng tâm đại hỷ đại xả, đem vô lượng đồ vật bố thí cho tất cả chúng sinh, mãn nguyện tâm mong cầu của họ. Tại sao Bồ Tát phải làm như thế? Vì khiến cho tất cả Phật pháp vĩnh viễn trường tồn không dứt, an trụ tâm đại bi cứu độ khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều được an ổn tự nhiên, phát tâm đại từ sinh tu Bồ Tát thừa lục độ vạn hạnh, đối với lời chỉ dạy khai thị của chư Phật, thành tâm đi giáo phụng hành, thực hành đúng đắn chưa từng hủy phạm, nương vào pháp môn phương tiện khéo léo tu hành các nghiệp lành, tức là không làm các điều ác, làm toàn các điều lành, xa lìa ác tri thức và nghiệp ác, thành tựu căn lành giống tánh Phật, khiến cho giống tánh chư Phật không dứt, tùy theo sự mong cầu của người xin đều khiến cho họ được mãn nguyện, tuyệt đối không buồn phiền,
cũng không cảm thấy họ cầu xin nhiều mà sinh tâm mệt mỏi, tất cả đều xả bỏ cũng chưa từng hối tiếc. Luôn luôn đem căn lành của mình tích tập hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hy vọng họ đều hướng về cầu nhất thiết trí huệ, sớm thành đạo quả. Bây giờ mười phương cõi nước đủ thứ hình loạn, đủ thứ cõi sinh, đủ thứ ruộng phước đều tụ hội lại đến chỗ Bồ Tát cầu xin đủ thứ. Bồ Tát thấy rồi nhiếp thọ khắp hết, sinh tâm hoan hỉ. Như thấy bạn lành, đại bi thương xót, nghĩ tìm cách làm cho họ mãn nguyện, tâm xà tăng trưởng chẳng có ngừng nghỉ cũng chẳng mệt mỏi, tùy theo chỗ mong cầu đều khiến cho họ được đầy đủ để khổ bần cùng. Lúc đó các cõi nước trong mười phương đủ thứ hình trạng khác nhau, trong đó có đủ thứ giống loài khác nhau, chúng sinh trong sáu đường và đủ thứ ruộng phước, Phật và Bồ Tát bậc thánh nhị thừa, các đại thiện tri thức trong mười phương, thật là hải hội văn tập đều đến chỗ hội bố thí lớn của Bồ Tát, tùy theo tâm mong cầu hướng về Bồ Tát hóa duyên. Bồ Tát thấy pháp hội náo nhiệt rồi, đều nhiếp thọ khắp hết những chúng sinh đó, trong tâm ngài hoan hỉ, giống như gặp được bạn lành xa cách đã lâu năm, dùng tâm đại bi thương xót những chúng sinh đó, nghĩ tưởng dùng phương cách tốt nhất để làm mãn nguyện tâm nguyện của họ. Tâm đại xà tự nhiên tăng trưởng, chẳng có ngừng nghỉ cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi, tùy theo chỗ họ cần dùng đều khiến cho họ được đầy đủ để khỏi hoàn cảnh khổ bần cùng. Bấy giờ những người đến xin tâm rất vui mừng, truyền tụng khen ngợi đức hạnh của Bồ Tát, tiếng tốt tỏa khắp, mọi người đều đến chỗ Bồ Tát. Bồ Tát thấy rồi hoan hỉ vô lượng. Lúc đó tất cả chúng sinh hướng về Bồ Tát cầu xin, sinh tâm rất vui mừng mà truyền tụng tán thán khen ngợi đức hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát vì cứu khổ của chúng sinh, thả nguyện mình chịu khổ, đem hết thảy đồ vật ra bố thí cho chúng sinh, rồi đem công đức đắc được hồi hướng pháp giới chúng sinh, đó là tinh thần của Bồ Tát. Do đó có thể thấy Bồ Tát cũng hoan hỉ người khen ngợi, song sự hoan hỉ đó chẳng phải Bồ Tát cầu lại, là chẳng cầu mà được. Tiếng tâm tốt đó bất luận người xa gần đều biết, cho nên đều đến sùng bái ngài, đều đến quy y với ngài. Bồ Tát thấy cảnh giới như vậy rồi, tâm sinh hoan hỉ vô cùng vô tận. Giả sử trăm ngàn vạn ước na do tha kiếp thọ sự an vui của trời Đế Thích, vô số kiếp thọ sự an vui của trời Dạ Ma, vô lượng kiếp thọ sự an vui của trời Đâu Xuất, vô biên kiếp thọ sự an vui của trời Thiện Biến Hóa, vô đẳng kiếp thọ sự an vui của trời Tha Hóa Tự Tại, bất khả số kiếp thọ sự an vui của trời Phạm Vương, bất khả xương kiếp thọ sự an vui của vua Chuyển Luân Vương, bất khả tư kiếp thọ sự an vui của trời Biến Tịnh, bất khả thuyết kiếp thọ sự an vui của trời Tịnh Cư, đều không bằng được. Giả sử trải qua trăm ngàn ức na do tha số kiếp hưởng thọ sự an vui của trời Đế Thích. Trời Đế Thích còn gọi là Thích Đề Hoàn Nhân, dịch là Năng Thiên Chủ, tức là Thiên Chúa, Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế, vân vân của ngoại đạo. Trời Đế Thích ở cung trời Đao Lợi, ở đó làm Thiên Chúa quản lý 32 cõi trời khác. Trải qua vô số kiếp hưởng thọ sự an vui của trời Dạ Ma. Trời Dạ Ma dịch là Thiện Thời Phần, trời này tuy nhiên chẳng có ánh sáng ngày đêm, sau ngày đêm có ánh sáng tự nhiên, vì ngày đêm chẳng phân biệt cho nên dùng hoa sen nở khép làm tiêu chuẩn, hoa nở làm ngày, hoa khép làm đêm, do đó gọi là Thiện Thời Phần. Sự an vui của trời Dạ Ma không thể nào tả hết được, chẳng cách chi hình dung được. Tóm lại, nghĩ ăn thì có ăn, nghĩ quần áo thì có quần áo thích hợp vừa vặn, thức ăn không nhiều không ít, quần áo không lớn không nhỏ, chỗ của người trời ở hào hoa tốt đẹp hơn cung điện ở nhân gian, cảnh giới vi diệu này không thể nào tả được. Các vị ai muốn đến cõi trời này hưởng thụ sự an vui thì trước hết phải buông bỏ tình ái, bằng không thì không thể hy vọng. Này kể một câu chuyện về người em cùng cha khác mẹ với Đức Phật, đó là Tôn Đà La Nan Đà, dịch là Diễm Hỷ. Ngài cưới một người vợ đẹp vô cùng, gọi là Tôn Đà La. Hai người tình cảm như keo với sơn, đi đứng nằm ngồi không rời nửa bước. Một ngày nọ, Đức Phật muốn độ em của ngài xuất gia tu đạo giải thoát sinh tử, cố ý đến trước cửa nhà người em khất thực. Ngài Nan Đà nhìn thấy anh của mình đến khất thực, nhất định muốn cúng dường thức ăn, bèn nói với vợ rằng anh muốn cúng dường Đức Phật, lập tức sẽ trở lại ngay. Tôn Đà La nghe, bèn đổ xuống đất một bãi nước bọt, nói với Nan Đà rằng
phải chọn lại trước khi nước bọt này khô, bằng không thì không cho anh vào phòng của em. Ngài Nanda lập tức đáp ứng điều kiện của nàng, do đó mang cơm ra cúng dường Đức Phật. Đức Phật dùng thần lực khiến cho hai người cách xa khoảng hơn một thước. Ngài Nanda nghĩ đem cơm bỏ vào trong bình bát của Đức Phật, song cũng làm không được, Phật lùi về sau. Ngài Nanda tiến về trước, theo đuổi cho đến khi đến tinh xá Kỳ Hoàn. Phật bèn cạo tóc cho Ngài Nanda xuất gia làm đệ tử. Sau Ngài Nanda chẳng có tâm tu hành, lúc nào cũng nghĩ đến người vợ đẹp ở nhà, thân ở tại tinh xá mà tâm ở tại vương cung, đều tìm cơ hội để về nhà đoàn viên vợ chồng, hưởng thọ sự khoái lạc của nhân gian. Một ngày nọ, Đức Phật và tất cả chư tăng đi khất thực, chỉ còn mình Ngài Nanda ở lại tinh xá, kêu Ngài quét dọn cho sạch sẽ. Ngài Nanda nghĩ đây là cơ hội đi về hoàng cung không nên bỏ lỡ, do đó chẳng có tâm trí nào làm việc, tâm nghĩ Đức Phật trở về sẽ đi con đường lớn bằng phẳng, tuyệt đối không đi con đường nhỏ hẹp. Mình đi con đường nhỏ chắc sẽ không gặp Đức Phật. Bèn quyết định đi con đường nhỏ, đi đến nửa đường thì từ xa thấy Đức Phật. Từ con đường nhỏ đi trở về, Ngài Nanda lập tức chạy vào lùm cây bên đường trốn để cho Đức Phật đường thấy. Xong Đức Phật đi đến trước lùm cây bên đường nói, Nanda con ở đây làm gì thế? Nanda nói dối, con đến nghênh tiếp Đức Thế Tôn. Đức Phật nói, theo ta trở về. Ngài Nanda không còn cách nào khác, cúi đầu trở về tinh xá Kỳ Hoàn, ngày ngày buồn rầu không vui. Một ngày nọ, Đức Phật nói với Ngài Nanda rằng, Nanda, hàng ngày con buồn rầu không biết tu hành, hôm nay ta dẫn con đi dạo. Do đó hai người đi vào trong núi, nhìn thấy bầy khỉ chạy nhảy đùa giỡn, đông đảo khoảng 500 con. Đức Phật hỏi Ngài Nanda, Nanda, con thấy con khỉ đẹp hay là Tôn Đà La đẹp? Ngài Nanda nói, đương nhiên vợ của con đẹp hơn, cô ta là người nữ đẹp nhất. Đức Phật lại dẫn Ngài Nanda lên trời du ngoạn. Ngài Nanda nhìn thấy trong cung trời có 500 tiên nữ xinh đẹp đoan trang đang quét nhà, bèn hỏi các cô tiên nữ rằng, các cô đang làm gì thế? Các cô tiên nữ cùng kính đáp, chúng tôi đang quét dọn cung điện cho sạch sẽ, chuẩn bị đón Ngài Nanda, em của Đức Phật đến. Hiện giờ ông ta đang xuất gia tu hành với Đức Phật, tương lai kiếp sau ông ta sẽ sinh về đây, chúng tôi 500 người tiên nữ sẽ hầu hạ ông ta. Ngài Nanda nghe nói tâm rất hớn hở vui mừng, tương lai có thể hưởng thụ những tiên nữ đẹp này, quyết định tu hành không muốn trở về hoàng cung nữa. Đức Phật biết ý của Ngài bèn hỏi, Nanda, hiện tại con cảm thấy những tiên nữ này đẹp hay là Tôn Đà La đẹp? Ngài Nanda đáp, đương nhiên các tiên nữ đẹp, vợ của con xấu xí cũng giống như con khỉ. Lại nói, Đức Thế Tôn, con quyết định theo Ngài tu hành. Đức Phật có tha tâm thông, biết vọng tưởng trong tâm Ngài Nanda vì muốn đến thiên cung hưởng thụ dục lạc với các tiên nữ mà tu hành. Đức Phật lại dẫn Ngài Nanda đi xuống địa ngục dạo. Khi đi đến địa ngục dầu sôi thì thấy hai con củi quỷ đang ngủ bên cạnh chảo dầu sôi, lửa đã tắt. Ngài Nanda thấy vậy cảm thấy kỳ lạ, sao hai con quỷ này không chịu làm việc, bèn hỏi quỷ rằng, sao các ông không chịu nấu chảo dầu này cho sôi mà lại ngủ? Hai con quỷ mở mắt nhìn nói, vì Tôn giả Nanda em của Đức Phật hiện tại đang theo Phật tu hành, ông ta muốn lên trời làm thiên chủ, có 500 cô tiên nữ vui chơi hầu hạ, chỉ hưởng phước trời khoảng 500 năm. Khi phước trời hưởng hết thì sẽ đọa lạc vào địa ngục thọ khổ trong chảo dầu sôi. Bởi cách hiện tại thời gian 500 năm, cho nên chúng tôi không cần gấp nấu chảo dầu này cho sôi. Ngài Nanda nghe nói hốt hoảng run sợ, bèn hỏi quỷ, xin hỏi quỷ có cách gì không bị đọa lạc vào đây chăng? Quỷ đáp, trừ phi tu hành thoát khỏi ba cõi thì vượt ra khỏi sự cai quản của chúng tôi. Ngài Nanda nghĩ, không cần sinh về cõi trời hưởng phước thì tương lai cũng sẽ không bị đọa lạc vào địa ngục chảo dầu sôi thọ khổ, phải chuyên tâm nhất trí tu hành pháp xuất thế gian, đó là pháp môn gốc rễ giải quyết vấn đề sinh tử, do đó dũng mãnh tinh tấn tu hành chẳng bao lâu chứng được quả a la hán là nghi dung bậc nhất. Chúng ta nghe câu chuyện này phải giác ngộ pháp thế gian tất cả đều vô thường, tình cảm vợ chồng cũng vô thường, dùng sắc đẹp để duy trì tình cảm thì không trường cửu, ngày sau nếu gặp trai hoặc gái đẹp hơn thì dễ bị sa ngã luyến ái. Tại sao? Vì tâm ích kỷ tác quái, giống như Ngài Nanda,
Ái tình của ngài chẳng chuyên nhất, tư tưởng thay đổi luôn luôn. Vợ của ngài xinh đẹp như thế mà ngài lại yêu thích tiên nữ mà quên ân ái của vợ. Khi ngài nhìn thấy sự lợi hại của chảo dầu sôi thì sinh tâm run sợ, không còn nghĩ đến lên trời làm thiên chủ mà quên đi tiên nữ xinh đẹp. Lần này trải qua, ngài bừng tỉnh mãnh liệt, quyết tâm tu đạo thoát khỏi ba cõi, vĩnh viễn không thọ khổ chảo dầu sôi. Mục đích của chúng ta tu đạo là chấm dứt sinh tử, đạt đến bờ niết bàn rốt ráo bên kia. Tu hành như thế nào, trước hết phải đoạn dục khử ái, phải nhận rõ ái dục là gốc sinh tử. Đoạn được ái dục rồi thì mới vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân hồi. Tóm lại, đừng ích kỷ, đừng chuyên nghĩ về chính mình, phải đem những gì mình có bố thí cho toàn thế giới, phải phát tâm rộng lớn, dùng hư không làm lượng, dùng pháp giới làm thể. Nếu được như thế thì sớm sẽ thành Phật. Kinh văn ở trên nói, trải qua vô lượng kiếp, hưởng thụ sự an vui của trời Đâu Xuất. Trời Đâu Xuất dịch là trời tri túc. Thiên chúng cõi trời này lúc nào cũng biết đủ, chẳng có tâm tham cầu không biết chán. Do đó, người biết đủ thường an vui, người hay nhẫn thường an lạc. Tại sao chúng ta không được an vui luôn luôn? Vì chẳng biết đủ cho nên tự tìm phiền não. Nội viện của trời Đâu Xuất là chỗ ở của Bồ Tát sẽ thành Phật sau này. Khi Bồ Tát muốn thành Phật đều đến cung trời này ở, đợi khi nhân duyên chín mùi thì hàng sinh xuống nhân gian thành Phật. Cõi trời này còn gọi là trời Bổ Xứ. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc đang ở nội viện, đợi khi Phật Thích Ca thối vị thì ngài sẽ thành Phật, danh hiệu là Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Ngài chuyên tu nhẫn nhục ba la mật, ai không nhẫn được ngài nhẫn được, ai thấy sự việc này sinh phiền não ngài chẳng sinh phiền não, chẳng những không sinh phiền não mà còn thường sinh tâm hoan hỉ. Do đó, bụng to hay chứa, chứa việc thiên hạ khó chứa, mở miệng liền cười, cười người thế gian đáng cười. Bồ Tát Di Lặc vẫn đang đợi ở nội viện để thành Phật. Đến lúc nào mới thành Phật? Tuổi thọ của con người có 84.000 tuổi, từ kiếp giảm 10 tuổi bắt đầu, mỗi 100 năm tăng lên 1 tuổi, thân cao lên 1 tấc. Tuổi thọ 10 tuổi, thân cao 1 thước, tăng đến 84.000 tuổi thì ngừng, sau đó lại giảm. Cứ mỗi 100 năm giảm 1 tuổi, thân giảm 1 tấc, giảm đến 10 tuổi thì ngừng. Lúc này con người một khi sinh ra thì có tư tưởng dâm dục, người với người tàn sát lẫn nhau, dùng cỏ lá làm vũ khí giết người. Vì tâm con người quá bại hoại, bèn có tai nạn lớn xuất hiện, hoặc là nạn nước, hoặc là nạn lửa, hoặc là nạn gió. Tiêu diệt là người gần hết, chỉ còn lại ít người có căn lành không chết. Những người đó bèn sinh tâm hổ thẹn, cùng nhau thảo luận nghiên cứu tại sao phải chịu tai nạn như thế. Do đó sớm cải ác hướng thiện, do một niệm thiện mà tuổi thọ lại bắt đầu tăng lên. Hiện tại là kiếp giảm hơn 60 tuổi, giảm đến 10 tuổi thì ngừng, sau đó lại bắt đầu tăng lên, tăng đến 84.000 tuổi thì ngừng, lại bắt đầu giảm. Khi giảm xuống 4.000 tuổi thì thời kỳ Bồ Tát Di Lặc hàng sanh xuống nhân gian thành Phật. Như vậy, một tăng một giảm là một kiếp, 1.000 kiếp là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp. Đức Phật Thích Ca tu ba đại A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Nếu chúng ta y theo lời dạy của Đức Phật tu hành thì không cần trải qua thời gian dài ba A Tăng kỳ kiếp. Nếu nhận chân tu hành thì có thể sẽ khai ngộ, lập tức thành Phật. Tại sao dễ thành Phật như thế? Vì Đức Phật đã thế chúng ta khai thông con đường thành Phật, thành một con đường lớn quang minh bằng phẳng. Chỉ cần chúng ta dũng mãnh tiến về trước, y giáo phụng hành thì sớm sẽ thành Phật, thẳng đến niết bàn rốt ráo ở bên kia. Tuổi thọ của trái đất là một đại kiếp, chia làm 4 kiếp thành trụ hoại không. Kiếp thành trải qua 20 tiểu kiếp, kiếp trụ trải qua 20 tiểu kiếp, kiếp hoại trải qua 20 tiểu kiếp, kiếp không trải qua 20 tiểu kiếp, do đó cộng thành 80 tiểu kiếp. Trái đất có 4 kiếp thành trụ hoại không, con người có sinh trụ dị diệt 4 giai đoạn, lúc lớn lên trải qua 20 năm, thời kỳ sự nghiệp trải qua 20 năm, thời kỳ biến dị trải qua 20 năm, thời kỳ tiêu diệt trải qua 20 năm, tức cũng là sinh già bệnh chết 4 khổ lớn. Chúng ta ở tại thế gian nếu muốn thoát khỏi sức lực của tạo hóa thì phải tu hành mới đắc được an lạc rốt ráo.
không bị thành trụ hoại, không biến đổi, không bị sinh trụ dị diệt, dao động, trải qua vô biên kiếp, hưởng thụ sự an vui của trời thiện biến hóa. Thiên chúng ở cõi trời này do phước báu tu hành của mình đắc được sức thần thông tự tại, có thể biến hóa sự vui năm dục tự mình thọ dụng, tức cũng là tâm nghĩ âm thanh gì hoặc nhạc khúc gì thì tự động biến hiện ra, khiến cho họ thưởng thức được an vui vô cùng vô tận. Trải qua nhiều kiếp hưởng thụ sự an vui của trời tha hóa tự tại, tâm nghĩ âm nhạc gì không cần tự mình biến hóa mà cõi trời khác đem đến. Cõi trời này tuy an vui nhưng là nơi ở của ma vương ba tuần. Ma ba tuần thường đến nhân gian để nhiễu loạn thân tâm của người tu hành, khiến cho họ thối lùi tâm bồ đề. Nếu người tu đạo định lực không đủ, nhận thức cảnh giới không rõ ràng, lấy giả làm thật thì dễ nhập vào ma. Lại trải qua bất khả số kiếp hưởng thụ sự an vui của trời đại phạm thiên vương. Thiên vương cõi trời này tu hạnh thanh tịnh, tên gọi là thi khí. Ông ta rất tin sâu chánh pháp, thuở xưa đã từng phát nguyện phàm là có Phật hiện ra đời, ông ta là người thỉnh Phật thuyết pháp trước tiên. Khi ông ta đi đứng nằm ngồi đều có oai đáng sợ, có nghi đáng kính. Vì không thiếu ai nghi nên giới định huệ ba học, vô lậu viên dung vô ngại, cho nên thống trị các thiên chúng phạm chúng thiên và phạm phụ thiên. Trải qua bất khả sinh kiếp hưởng thụ sự an vui của vua chuyển luân thánh vương, cai trị 3.000 đại thiên thế giới. Chuyển luân thánh vương có 4 hạng: 1. Kim luân vương quản lý 4 thiên hạ, 2. Ngân luân vương quản lý 3 thiên hạ, 3. Đồng luân vương quản lý 2 thiên hạ, 4. Thiết luân vương quản lý 1 thiên hạ. Những vị đó đều hưởng thụ sự an vui 7 báu. 7 báu là gì? Tức là 1. Bánh xe báu, 2. Châu báu, 3. Voi báu, 4. Ngựa báu, 5. Bình báu, 6. Thần báu, 7. Nữ báu. Khi vua luân vương sắp mất, đem 7 báu giao cho thái tử. Những người khác không thể nào kế thừa 7 báu được. Nếu không có thái tử, nội trong 7 ngày sẽ tự động biến mất. Trải qua bất khả tư kiếp hưởng thụ sự an vui của trời biến tịnh, cõi trời này càng vui hơn, tiêu diệt tất cả tâm hoan hỷ mà đắc được niềm vui thật thanh tịnh hoàn toàn. Cõi trời này tuy là an vui nhưng hay khiến cho người tu thiền đoạn lạc, cho nên người tu thiền không muốn ở cõi trời này vĩnh viễn mà mau đến cõi trời tứ thiền ở. Trải qua bất khả thuyết kiếp hưởng thụ sự an vui của trời tịnh cư, cõi trời này gọi là trời ngũ bất hoàn, vì người sinh về cõi trời này chẳng bị tái sinh trở lại cõi dục giới, cho nên gọi là trời ngũ bất hoàn. Thiên chúng cõi này đã đoạn sạch tư hoặc của dục giới, chưa đoạn sạch tư hoặc của sắc giới và vô sắc giới. Tất cả chư thiên tuy có sự an vui như thế, song vẫn có lúc hết, do đó chẳng bằng sự an vui của Bồ Tát. Do đó có câu: lục dục chư thiên cụ ngũ suy, tam thiền thiên thượng hữu phong tai, nhậm quân tu đáo phi phi tưởng, bất như tây phương quy khứ lai. Ý nói là 6 cõi trời dục giới có 5 tướng suy, trời tam thiên có nạn gió. Dù bạn tu đến cõi trời phi phi tưởng, chẳng bằng đi đến cõi tây phương. 6 cõi trời dục giới tức là trời tứ thiên vương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đâu xuất, trời thiện biến hóa, trời tha hóa tự tại. Chư thiên của 6 cõi trời này khi hưởng hết phước báo thì sẽ phát sinh 5 tướng suy, chứng minh cái chết sắp đến. Hiện tượng 5 tướng suy hiện ra rồi, nếu nghiệp thiện chín mùi thì xuất nhân gian làm vua, thì xuống nhân gian làm vua hoặc làm đại thần, người tôn quý, vân vân. Nếu nghiệp ác chín mùi thì đọa vào ba đường ác thọ khổ. 5 tướng suy là gì? 1. Hoa trên đầu héo, mũ của người trời đội làm bằng hoa tươi đẹp, không khi nào khô héo. Khi 5 tướng suy hiện thì hoa trên đầu tự nhiên héo. 2. Quần áo dơ bẩn, quần áo của người trời mặc rất sạch sẽ, chẳng có dính bụi. Khi 5 tướng suy hiện thì quần áo dơ bẩn. 3. Thân tỏa ra mùi hôi, người trời giữ gìn năm giới làm 10 điều lành, cho nên thân thể tỏa ra mùi thơm. Khi 5 tướng suy hiện thì thân tỏa ra mùi hôi. 4. Hai nách ra mồ hôi, thân thể người trời rất sạch sẽ, không bao giờ ra mồ hôi. Sau khi 5 tướng suy hiện thì hai nách chảy đầy mồ hôi. 5. Ngồi không yên, người trời thường ngồi thiền, nhưng khi 5 tướng suy hiện thì họ đứng ngồi không yên, chẳng bao lâu họ sẽ đọa vào trong 6 nẻo luân hồi, tùy theo nghiệp báo mà đi đầu thai, hoặc trong 3 đường lành hoặc trong 3 đường ác. Đại Bồ Tát thấy người đến xin hoan hỉ ưa thích, vui mừng nhảy nhót,
Tâm tín tăng trưởng, trí nguyện thanh tịnh, các căn đều thuận, thiên hiểu thành tựu viên mãn, cho đến tăng tấn bồ đề của chư Phật. Đại Bồ Tát thấy có người đến chỗ Ngài hóa duyên, sinh tâm đại hoan hỷ và ưa thích, vui mừng chẳng tự chủ được mà nhảy nhót. Tâm tín của Bồ Tát tăng trưởng, trí nguyện ưa thích đều rất thành tịnh. Sáu căn lương thiện điều thuận, tâm tín và trí huệ hiểu biết đã thành tựu viên mãn, cho đến tăng tấn bồ đề giác đạo của tất cả chư Phật mười phương ba đời. Phật tử Đại Bồ Tát đem căn lành đó vì lợi ích tất cả chúng sinh mà hồi hướng, vì muốn an lạc tất cả chúng sinh mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh được nghĩa lợi lớn mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh được thanh tịnh mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều cầu bồ đề mà hồi hướng. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: Đại Bồ Tát, tu hành Bồ Tát Đạo, đem đủ thứ căn lành bố thí như đã nói ở trên. Vì nghĩ muốn lợi ích tất cả chúng sinh cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng, muốn an lạc tất cả chúng sinh cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lợi ích lớn cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được nguồn gốc thanh tịnh cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm cầu bồ đề cho nên mới vì chúng sinh mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được bình đẳng mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được tâm hiền thiện mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều vào đại thừa mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được trí huệ hiền thiện mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đủ hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, viên mãn mười lực, hiện thành chánh giác mà hồi hướng. Bồ Tát vì khiến cho tất cả chúng sinh hoàn toàn đắc được pháp tánh bình đẳng thành Phật, cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh hoàn toàn đắc được tâm hiền thiện, cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh hoàn toàn vào pháp môn đại thừa, cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ hiền thiện, cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, viên mãn mười lực của Phật, pháp đại thừa này sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức cũng là thành Phật, cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng. Phật tử, khi Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy thì nghiệp thân miệng ý thầy đều giải thoát, chẳng chấp trước, chẳng ràng buộc. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo, khi đem tất cả căn lành tích tập vì chúng sinh trong pháp giới hồi hướng như vậy thì nghiệp thân miệng ý của Bồ Tát đều đã thanh tịnh, thầy đều giải thoát, cũng chẳng chấp trước, cũng chẳng ràng buộc, không có tưởng chúng sinh, không có tưởng thọ mạng, không có tưởng bổ già la, không có tưởng người, không có tưởng đồng tử, không có tưởng kẻ sinh, không có tưởng người làm, không có tưởng kẻ thọ, không có tưởng có, không có tưởng không, không có tưởng đời này đời sau, không có tưởng chết đây sinh kia, không có tưởng về thường, không có tưởng về vô thường, không có tưởng về ba cõi, không có tưởng về không có ba cõi, chẳng tưởng chẳng không tưởng. Bồ Tát làm gì cũng đều chẳng có nghĩ tưởng. Chẳng có nghĩ tưởng gì hết, tức là khử vọng. Khử vọng tức là thật, lý thể chân thật, cho nên chẳng có tưởng chúng sinh, chẳng có tưởng thọ mạng, chẳng có tưởng bổ già la, tưởng số thủ thú. Chẳng có tưởng người, chẳng có tưởng đồng tử, chẳng có tưởng kẻ sinh, chẳng có tưởng kẻ làm, chẳng có tưởng kẻ thọ. Chẳng có tưởng về cái có, chẳng có tưởng về cái không, chẳng có tưởng về đời sau, cũng chẳng có tưởng về đời sau. Bồ Tát chẳng có tưởng chết ở đây lại sinh về chỗ kia. Bồ Tát chẳng có tưởng về thường, cũng chẳng có tưởng về vô thường, cũng chẳng có thường kiến, cũng chẳng có đoạn kiến. Đoạn thường hai lối thấy này đều chẳng có. Chẳng có tưởng về cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, tức cũng là chẳng có cõi nào, cũng chẳng có cõi nào không. Tại sao nói như thế? Vì muốn trừ khử chấp trước của chúng sinh, cũng chẳng có phi tưởng, cũng chẳng có phi phi tưởng. Như vậy, hồi hướng chẳng ràng buộc, hồi hướng giải thoát chẳng ràng buộc, hồi hướng chẳng phải nghiệp, hồi hướng chẳng phải nghiệp báo, hồi hướng chẳng phân biệt, hồi hướng chẳng không phân biệt, hồi hướng chẳng suy tư, hồi hướng chẳng phải đã suy tư, hồi hướng chẳng có tâm, hồi hướng chẳng không tâm. Lìa mọi sự chấp trước như vậy thì chẳng có sự ràng buộc,
cho nên hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng về thời tế cũng chẳng phải nói không có sự ràng buộc thì được giải thoát, cũng chẳng phải như vậy. Chẳng có tất cả cảnh giới tâm, đường lời lẽ đã dứt bạt, nơi tâm hành đã diệt mà hồi hướng cho chúng sinh, cũng chẳng có nghiệp để hồi hướng, cũng chẳng có nghiệp báo để hồi hướng. Tại sao? Vì phàm hết thảy tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Do đó quét hết tất cả các pháp, để hết thảy các tướng, cũng chẳng phải có sự phân biệt để hồi hướng, cũng chẳng phải chẳng có sự phân biệt để hồi hướng, cũng chẳng phải suy ngẫm để hồi hướng, cũng chẳng có một tâm để hồi hướng, cũng chẳng có cái không tâm để hồi hướng. Phải ở tại chẳng có, chẳng không, chẳng đoạn, chẳng thường, như vậy để tu hành. Phật tử, khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, thì chẳng chấp trong, chẳng chấp ngoài, chẳng chấp năng duyên, chẳng chấp sở duyên, chẳng chấp nhân, chẳng chấp quả, chẳng chấp pháp, chẳng chấp phi pháp, chẳng chấp tưởng, chẳng chấp phi tưởng, chẳng chấp sắc, chẳng chấp sắc sinh, chẳng chấp sắc diệt, chẳng chấp thọ tưởng hành thức, chẳng chấp thọ tưởng hành thức sinh, chẳng chấp thọ tưởng hành thức diệt. Các vị đệ tử của Phật khi Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, vì chúng sinh hồi hướng thì cũng chẳng chấp trước bên trong, trong chẳng có thân tâm, cũng chẳng chấp trước bên ngoài, ngoài chẳng có thế giới, chẳng chấp nơi tướng ta năng duyên, chẳng chấp nơi cảnh giới sở duyên, chẳng chấp vào nhân, cũng chẳng chấp vào quả, chẳng chấp trước vào pháp có thể nói, cũng chẳng chấp trước vào phi pháp có thể nói, chẳng chấp trước sự suy ngẫm, cũng chẳng chấp trước vào chẳng suy ngẫm, chẳng chấp trước vào sắc uẩn, cũng chẳng chấp trước vào sắc uẩn sinh, cũng chẳng chấp trước vào sắc uẩn diệt, chẳng chấp trước vào thọ tưởng hành thức bốn uẩn, cũng chẳng chấp trước vào thọ tưởng hành thức bốn uẩn sinh, cũng chẳng chấp trước vào sắc thọ tưởng hành thức bốn uẩn diệt. Phật tử, nếu Đại Bồ Tát nơi các pháp này không chấp thì chẳng ràng buộc nơi sắc, chẳng ràng buộc nơi sắc sinh, chẳng ràng buộc nơi sắc diệt, chẳng ràng buộc nơi thọ tưởng hành thức, chẳng ràng buộc nơi thọ tưởng hành thức sinh, chẳng ràng buộc nơi thọ tưởng hành thức diệt. Nếu nơi các pháp này chẳng ràng buộc thì cũng ở nơi các pháp này không hiểu. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo, nếu đối với tất cả các pháp chẳng chấp trước thì chẳng ràng buộc nơi sắc uẩn, cũng chẳng ràng buộc vào sắc uẩn sinh, cũng chẳng ràng buộc vào sắc uẩn diệt, cũng chẳng ràng buộc vào thọ tưởng hành thức, cũng chẳng ràng buộc vào thọ tưởng hành thức sinh, cũng chẳng ràng buộc vào sắc thọ tưởng hành thức diệt. Nếu nơi tất cả các pháp chẳng chấp trước thì chẳng có sự ràng buộc, tất nhiên chẳng có sự ràng buộc. Vậy đối với các pháp lại có gì có thể hiểu? Tại sao? Vì chẳng có chút pháp nào hoặc hiện sinh, hoặc đã sinh, hoặc sẽ sinh. Không có pháp nào có thể lấy, không có pháp nào có thể chấp. Tất cả các pháp tự tướng đều như vậy, không có tự tánh tướng đều liền. Tại vì sao? Vì chẳng có chút pháp nào hoặc hiện tại sinh, hoặc quá khứ sinh, hoặc tương lai sinh. Chẳng có pháp gì để thủ lấy, chẳng có pháp gì để chấp trước. Tướng của tất cả các pháp là không, tất nhiên là không. Vậy lại có gì để chấp trước? Chẳng có tự tánh tướng cũng chẳng có. Chẳng một, chẳng hai, chẳng nhiều, chẳng vô lượng, chẳng nhỏ, chẳng lớn, chẳng hẹp, chẳng rộng, chẳng sâu, chẳng cạn, chẳng vắng lặng, chẳng hí luận, chẳng nơi trốn, chẳng không nơi trốn, chẳng phải pháp, chẳng phải không pháp, chẳng có thể, chẳng phải không có thể, chẳng có, chẳng phải không có, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải vô lượng, chẳng phải nhỏ, chẳng phải lớn, chẳng phải chật hẹp, chẳng phải rộng lớn, chẳng phải sâu, chẳng phải cạn. Đó là quét hết tất cả các pháp, để hết thảy các tướng, cũng chẳng phải vắng lặng, cũng chẳng phải hí luận, cũng chẳng phải có xứ sở, cũng chẳng phải không xứ sở, cũng chẳng phải có pháp, cũng chẳng phải không có pháp. Tại sao? Vì để tất cả các tướng, tức tất cả các pháp, cũng chẳng phải có thể, cũng chẳng phải không có thể, cũng chẳng phải có, cũng chẳng phải không có. Bồ Tát quan sát các pháp như vậy, tức là phi pháp, ở trong ngôn ngữ, tùy theo thế gian mà kiến lập, phi pháp làm pháp, chẳng dứt các nghiệp đạo, chẳng xả hạnh Bồ Tát cầu nhất thiết trí, chọn không thối chuyển, biết rõ tất cả nghiệp duyên như mộng, âm thanh như vang, chúng sinh như bóng, các pháp như huyễn, mà cũng chẳng hoại nhân duyên nghiệp lực, biết rõ các nghiệp, tác dụng rộng lớn, hiểu tất cả pháp, đều không chỗ làm, hành đạo vô tác, chưa từng tạm bỏ.
Bồ Tát nghiên cứu rốt ráo triệt để, quan sát tất cả thật tướng các pháp là chẳng không chẳng có, cũng có cũng không, chẳng đoạn chẳng thường. Tất cả các pháp đều chẳng có tự thể, vốn là không. Do đó tướng các pháp vắng lặng, không thể dùng lời nói. Phàm làm nói ra thì chẳng phải pháp. Ở trong ngôn ngữ là tùy thuận tri kiến của thế gian mà kiến lập tất cả các pháp, song tất cả các pháp đó phi pháp làm pháp, cũng chẳng có mà chúng sinh chấp trước có. Tất cả nghiệp đạo cũng chẳng đoạn, vẫn không xả lìa hạnh Bồ Tát. Tại pháp thế gian mà tu pháp xuất thế, chẳng phải lìa khỏi pháp thế gian mà có pháp xuất thế. Đức cũng là ở trong thế gian mà tu Bồ Tát đạo, chẳng phải lìa khỏi thế gian mà có Bồ Tát đạo. Bồ Tát ở trong pháp thế gian mà cầu nhất thiết trí huệ, chẳng màng cầu được hoặc cầu không được, tuyệt đối chẳng thối chuyển. Bồ Tát thấu rõ nhân duyên của tất cả nghiệp lực giống như mộng, tất cả âm thanh giống như vang, tất cả chúng sinh giống như hình bóng, tất cả các pháp giống như huyễn hóa. Biết tất cả nghiệp tác dụng rộng lớn, Ngài thấu hiểu tất cả các pháp đều không chỗ làm, tức là tu hành đạo vô tác, chẳng thêm tạo tác thì tự nhiên sẽ tác dụng, thời khắc cũng chẳng tạm xả bỏ vô công dụng đạo. Phật tử, đại Bồ Tát này trụ nhất thiết trí, hoặc xứ phi xứ đều hồi hướng khắp nhất thiết trí tánh, tất cả mọi nơi thảy đều hồi hướng chẳng có thối truyền. Các vị đệ tử của Phật, vị đại Bồ Tát này thường trụ cảnh giới nhất thiết trí, hoặc có xứ sở hoặc chẳng có xứ sở, tùy thời tùy lúc đều hồi hướng khắp nhất thiết trí tánh chân thật. Bất cứ ở đâu đều hồi hướng như vậy, chỉ có tinh tấn tiến về trước, chẳng khi nào thối lùi về sau. Do nghĩa gì mà nói là hồi hướng? Vĩnh viễn độ thế gian đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Vĩnh viễn thoát khỏi các uẩn đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Độ được ngôn ngữ đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Đè đủ thứ tưởng đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Vĩnh viễn đoạn trừ thân kiến đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Dùng nghĩa lý gì để nói rõ gì gọi là hồi hướng? Đưa ra 10 ý nghĩa để nói rõ. 1. Vĩnh viễn độ sinh tử thế gian đến bờ niết bàn bên kia nên gọi là hồi hướng. 2. Vĩnh viễn thoát khỏi sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn đến bờ niết bàn bên kia nên gọi là hồi hướng. 3. Thoát khỏi tất cả lời lẽ, tức là lời lẽ dứt bạt, nghĩa là lìa lời mà nói tướng, đạt đến bờ niết bàn bên kia nên gọi là hồi hướng. 4. Lìa khỏi đủ thứ tưởng, tức là nơi tâm hành đã diệt, chẳng có tất cả tưởng, đạt đến bờ niết bàn bên kia nên gọi là hồi hướng. 5. Vĩnh viễn đoạn tuyệt thân kiến, tức cũng là ngã kiến, đạt đến bờ niết bàn bên kia nên gọi là hồi hướng. Vĩnh viễn lìa nơi nương tựa, đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Vĩnh viễn đoạn tuyệt chỗ làm, đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Vĩnh viễn thoát khỏi các cõi, đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Vĩnh viễn xả bỏ thủ lấy, đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Vĩnh viễn thoát khỏi pháp thế gian, đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. 6. Vĩnh viễn để khỏi tất cả nơi nương tựa, đạt đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. 7. Vĩnh viễn đoạn tuyệt tất cả ác, đạt đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. 8. Vĩnh viễn thoát khỏi tam giới 25 cõi, đạt đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. 9. Vĩnh viễn xả bỏ tất cả thủ lấy, đạt đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. 10. Vĩnh viễn thoát khỏi pháp thế gian, đạt đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Phật tử, khi đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, tức là tùy thuận Phật trụ, tùy thuận pháp trụ, tùy thuận trí trụ, tùy thuận Bồ đề trụ, tùy thuận nghĩa trụ, tùy thuận hồi hướng trụ, tùy thuận cảnh giới trụ, tùy thuận hành trụ, tùy thuận chân thật trụ, tùy thuận thanh tịnh trụ. Các vị đệ tử của Phật, khi đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo hồi hướng như vậy, tức là tùy thuận Phật mà trụ, tùy thuận pháp mà trụ, tùy thuận trí mà trụ, tùy thuận Bồ đề mà trụ, tùy thuận nghĩa lý mà trụ, tùy thuận hồi hướng mà trụ, tùy thuận cảnh giới mà trụ, tùy thuận đức hạnh mà trụ, tùy thuận chân thật lý thể mà trụ, tùy thuận nguồn gốc thanh tịnh mà trụ. Phật tử, đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, tức là thấu đạt tất cả các pháp, tức là thừa sự tất cả chư Phật. Chẳng có một vị Phật nào mà không thừa sự, chẳng có một pháp nào mà không cúng dường, chẳng có một pháp nào có thể diệt hoại, chẳng có một pháp nào có thể trái ngược, chẳng có một vật nào có thể tham trước, chẳng có một pháp nào có thể nhàm lìa,
chẳng thấy trong ngoài tất cả các pháp có chút diệt hoại, trái với nhân duyên đạo pháp lực đầy đủ, chẳng có ngừng nghỉ. Các vị đệ tử của Phật Đại Bồ Tát tu Bồ Tát đạo hồi hướng như vậy, tức là thấu rõ thông đạt tất cả các pháp thật tướng, tức là thừa sự tất cả chư Phật mười phương ba đời, chẳng có một vị nào mà không thừa sự, chẳng có một pháp nào không cúng dường. Vì Bồ Tát đã chứng được cảnh giới vô sinh pháp nhẫn, cho nên chẳng có một pháp nào có thể diệt hoại, chẳng có một pháp nào có thể sinh khởi, chẳng có một pháp nào cùng nhau trái ngược, đều tùy thuận với nhau. Bồ Tát tu hồi hướng như vậy, chẳng có sự tham cầu vật quý báu nào mà không xả bỏ bố thí được, chẳng có một pháp nào mà nhàm não muốn lìa khỏi nó. Tại sao? Vì bên trong quán tâm, tâm chẳng có tâm, nên ngoài quán hình, hình chẳng có hình. Ở xa quán vật, vật chẳng có vật, tất cả đều không, chẳng có pháp nào có thể diệt hoại, cũng chẳng có chút pháp nào trái ngược với nhân duyên đạo, tức cũng chẳng có sự không tương hợp với nhân duyên đạo lý. Pháp lực của 84.000 pháp môn đều đầy đủ viên mãn, chẳng có khi nào ngừng nghỉ. Phật tử, đó là hồi hướng tất cả căn lành tùy thuận kiên cố thứ 6. Các vị đệ tử của Phật, đủ thứ đạo lý ở trên vừa nói là Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo hồi hướng tất cả căn lành tùy thuận kiên cố thứ 6. Khi Đại Bồ Tát trụ nơi hồi hướng này, thường được chư Phật hộ niệm kiên cố chẳng thối chuyển, và pháp tánh thâm sâu tu nhất thiết trí tùy thuận nghĩa của pháp, tùy thuận pháp tánh, tùy thuận tất cả căn lành kiên cố, tùy thuận tất cả nguyện lớn viên mãn đầy đủ pháp tùy thuận kiên cố, tất cả kim cang không phá hoại được, ở trong các pháp được tự tại. Khi Đại Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát trụ nơi hồi hướng tất cả căn lành tùy thuận kiên cố, thường được tất cả chư Phật mười phương ba đời bảo hộ và nghĩ nhớ, luôn luôn gia trì kiên cố chẳng thối tâm Bồ Đề, và trong pháp tánh thâm sâu tu hành nhất thiết trí huệ, tùy thuận nghĩa lý của tất cả các pháp, tùy thuận pháp tánh của tất cả các pháp, tùy thuận tất cả căn lành kiên cố, tùy thuận tất cả nguyện lớn viên mãn đầy đủ, tùy thuận tất cả pháp kiên cố, tất cả kim cang không thể phá hoại được pháp này, ở trong tất cả các pháp đắc được nhậm vận tự tại, chẳng có mọi sự chấp trước. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tràng quan sát mười phương, quan sát chúng hội, quan sát pháp giới rồi, và nơi nghĩa của chữ câu thâm sâu tu tập tâm vô lượng rộng lớn, dùng tâm đại bi che khắp thế gian, sinh trưởng giống tâm tánh Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, và nơi công đức của tất cả chư Phật, thành tựu được thân tự tại của chư Phật, quan sát tâm ưa thích của các chúng sinh, tùy thuận căn lành thành thục của họ, đường pháp tánh thân, vì họ hiện xác thân đương thần lực của Phật mà nói kệ rằng. Lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tràng quan sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, lại quan sát nhân duyên đại chúng của tất cả hải hội chư Phật trong mười phương ba đời, lại quan sát nhân duyên của pháp giới, quan sát rồi vào trong tam muội chữ câu nghĩa lý thâm sâu tu hành học tập tâm rộng lớn vô lượng vô biên tận hư không khắp pháp giới, dùng tâm đại bi lợi vật giải trừ khổ não của chúng sinh, che hộ khắp tất cả chúng sinh trong thế giới, sinh trưởng tâm giống tánh của chư Phật quá khứ, tâm giống tánh của chư Phật hiện tại, tâm giống tánh của chư Phật vị lai, và công đức của tất cả chư Phật, tức cũng là công đức của chính Bồ Tát, công đức của mình tức là công đức của chư Phật. Chư Phật và Bồ Tát là hai mà không hai, thành tựu được thân tự tại của chư Phật, có đủ sự nhậm vận tự tại, quan sát sự ưa thích trong tâm của mỗi chúng sinh là gì, hy vọng những gì, tùy thuận căn lành của chúng sinh, nhìn xem căn lành nào thành thục thì dùng phương pháp đó để giáo hóa, căn cứ pháp tánh thân vì họ mà thể hiện xác thân để nói pháp cho họ nghe, nương theo đại oai thần lực của mười phương chư Phật vì chúng sinh mà nói 41 bài kệ để giáo hóa chúng sinh có duyên. Bồ Tát hiện thân làm ông vua là bậc trên hết ở trong đời, phước đức oai quang hơn tất cả các vị quần sinh ban lợi ích. Bồ Tát quan sát nhân duyên của chúng sinh, đáng dùng thân Phật độ được họ, thì hiện thân Phật mà vì họ nói pháp, đáng dùng thân Bích Chi Phật độ được họ, thì hiện thân Bích Chi Phật mà vì họ nói pháp, đáng dùng thân ông vua độ được họ, thì hiện thân ông vua mà vì họ nói pháp, đáng dùng thân trưởng giả độ được họ, thì hiện thân trưởng giả mà vì họ nói pháp. Tóm lại, đáng dùng thân gì độ được họ,
thì hiện thân đó để vì họ nói pháp. Do đó có thể thấy chỗ của Bồ Tát làm chẳng phải vì mình, mà vì lợi ích tất cả chúng sinh. Bồ Tát vì giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ đều khổ được vui, cam tâm tình nguyện theo chúng sinh vào đường địa ngục, hoặc đi vào đường ngạ quỷ, hoặc đi vào đường súc sinh. Đó là tinh thần của Bồ Tát. Bồ Tát thị hiện xác thân làm ông vua nước lớn ở tại địa vị nhân gian, mà nói là tôn quý bậc nhất, tướng mạo cũng viên mãn, phước đức cũng viên mãn, oai nghi quang hơn hết tất cả, khắp vì chúng sinh mà ban cho lợi ích. Do đó thương dân như con, vì nhân dân mà làm việc công đức. Tâm ngài thanh tịnh không nhiễm trước, nơi đời tự tại đều tôn kính. Hoằng dương chánh pháp dạy bảo người, khắp khiến chúng sinh được an ổn. Tuy Bồ Tát thị hiện làm thân ông vua, song tâm của ngài rất thanh tịnh, chẳng có mọi sự ô nhiễm chấp trước, chẳng ích kỷ lợi mình. Tất cả hết thảy đều vì lợi ích chúng sinh. Chỉ cần chúng sinh có lợi ích, có thể khiến cho chúng sinh sinh hoan hỷ, thì dù có tan xương nát thịt cũng nguyện ý đi làm, chẳng còn tồn tại tướng ta. Tại thế gian nhậm vận tự tại, cho nên được chúng sinh tôn kính. Ngài hoằng dương chánh pháp, khiến cho chánh pháp ở lâu nơi thế gian, dùng chánh pháp dạy bảo người đời. Bồ Tát khiến cho khắp hết thảy chúng sinh đều đắc được an ổn. Hiện sinh quý tộc lên ngôi vua, thượng đương chánh giáo truyền pháp luân, bẩm tính nhân từ không bạo ngược, mười phương kính ngưỡng đều tuân theo. Bồ Tát thị hiện xác thân sinh vào trong dòng quý tộc, tương lai có thể lên làm vua, luôn luôn căn cứ vào chánh pháp nhãn tạng để truyền đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh nghe pháp khai ngộ. Bẩm tính của Bồ Tát rất nhân từ, tâm không sân độc và tư tưởng không ngược đãi với chúng sinh, cho nên chúng sinh trong mười phương thế giới đều cung kính, ngưỡng vọng đi theo sự giáo hóa của ngài. Trí huệ phân biệt thường sáng suốt, sắc tướng tài năng đều đầy đủ, lâm ngự truyền lệnh đều nghe theo, điều phục ma quân không còn sót. Tùy Bồ Tát thị hiện làm ông vua hoặc đại thần, song trí huệ của ngài thường sáng suốt chẳng hồ đồ, khéo phân biệt tất cả đạo lý các pháp thật tướng. Bồ Tát thị hiện sắc tướng rất viên mãn, tài năng rất cao siêu, thảy đều đầy đủ. Khi làm ông vua, lâm triều chấp chánh, trị lý quốc gia, giá ngự tuần hành, phàm là chỗ của vua thống trị, bất cứ sông hồ biển cả, ngài đều đích thân đi quan sát, hết thảy chúng sinh đều nghe theo sự giáo hóa của ngài. Ngài phá tan hàng phục được 10 đại ma quân, tiêu diệt chúng hết không còn, giữ gìn tịnh giới không hủy phạm, quyết trí nhẫn nhục không lay động, luôn nguyện diệt trừ tâm sân hận, thường thích tu hành các Phật pháp. Bồ Tát giữ gìn giới luật thanh tịnh, tuyệt đối không hủy phạm, lập chí nguyện quyết định, kham nhẫn tất cả điều người khác không thể nhẫn, gặp tất cả cảnh giới tâm không lay động, vĩnh viễn phát nguyện diệt trừ tất cả tâm sân hận, thường thường nguyện ý tu hành pháp của chư Phật nói. Thức ăn uống hương man y phục, xe kiệu giường nệm tòa với đèn, Bồ Tát đều đem cho giúp người, cùng với vật khác vô lượng thứ. Hết thảy tất cả thức ăn uống, tất cả hương mang, tất cả y phục, tất cả xe kiệu, tất cả giường báu, tất cả nệm, tất cả tòa báu, tất cả đèn báu, Bồ Tát thảy đều bố thí cho những người đến xin, dùng đủ thứ phẩm Phật để cứu giúp chúng sinh, cùng với vô lượng những đồ vật châu báu khác, đều đem ra bố thí, tuyệt đối không xẻ tiếc. Chúng ta cũng phải học tâm từ bi của Bồ Tát, bố thí cứu giúp kẻ bần cùng. Vì lợi ích mà hành bố thí, khiến họ khai mở tâm rộng lớn ở nơi tôn thắng và chỗ khác, tâm đều thanh tịnh sinh hoan hỷ. Bồ Tát vì lợi ích chúng sinh mà tu hạnh môn bố thí, vì khiến cho chúng sinh khai mở tâm rộng lớn, trụ nơi cung điện tôn quý thủ thắng nhất, hoặc ở những chỗ khác, trong tâm ý lúc nào cũng thanh tịnh, lúc nào cũng hoan hỷ. Bồ Tát đều chu cấp tất cả, trong ngoài hết thảy đều xả được, đều khiến tâm họ luôn thanh tịnh, chẳng khiến tạm thời sinh hẹp hòi. Bồ Tát đem tất cả phẩm vật đều chu cấp cho chúng sinh, nội tài là đầu mắt tủy não, ngoại tài là đất nước vợ con, nội tài ngoại tài, hết thảy đều bố thí hết. Trong tâm của Bồ Tát vĩnh viễn thanh tịnh, không lúc nào mà không xả bỏ được, dù chỉ tạm thời, khiến cho chúng sinh không sinh tâm hẹp hòi dù bất cứ thời khắc nào. Hoặc bố thí đầu, hoặc thí mắt, hoặc bố thí tay, hoặc thí chân, da thịt cốt tủy và vật khác, tất cả đều xả tâm không tiếc. Bồ Tát bố thí đầu của mình, hoặc bố thí mắt của mình, hoặc bố thí tay của mình, chân của mình, hoặc bố thí da thịt cốt tủy của mình, cùng với những phẩm vật khác, tất cả hết thảy đều bố thí hết,
mà trong tâm không có tư tưởng sẻn tiếc. Bồ Tát thân làm ông vua lớn, chủng tộc tôn quý trong loài người, mở miệng cát lưỡi thí quần sinh, tâm ngài hoan hỷ không ưu luyến. Bồ Tát thị hiện đủ thứ thân hình để giáo hóa chúng sinh, có lúc thị hiện thân ông vua tôn quý nhất, có lúc thị hiện thân kẻ ăn mày nghèo khổ nhất, tùy thuận căn cơ của chúng sinh mà hiện thân. Bồ Tát thị hiện thân ông vua là dòng dõi quý tộc, được mọi người cung kính. Ngài mở miệng cắt lưỡi, bố thí cho chúng sinh, trong tâm rất hoan hỷ, chẳng có tư tưởng buồn rầu đến tiếc. Đem công đức thí lưỡi đó hồi hướng tất cả các chúng sinh, nguyện họ nhờ đây được thắng duyên, được lưỡi rộng dài của Như Lai. Bồ Tát đem công đức bố thí lưỡi hồi hướng cho hết thảy pháp giới chúng sinh, nguyện khắp tất cả chúng sinh đều nhờ nhân duyên thủ thắng này mà được tướng lưỡi rộng dài của Phật, có thể che khắp 3.000 đại thiên thế giới, vì những chúng sinh khác giọng nói diệu pháp kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, hoặc thí vợ con và ngôi vua, hoặc thí thân mình làm tôi tớ, tâm ý thanh tịnh thường hoan hỷ, như vậy tất cả chẳng buồn tiếc. Bồ Tát hoặc đem vợ con của mình, hoặc ngôi vua bố thí cho người, hoặc đem chính bản thân mình bố thí cho người khác để làm tôi tớ cho họ, bất cứ là nội tài hay ngoại tài, bố thí rồi chẳng có tâm cầu báo đáp. Cho nên tâm thường thanh tịnh, luôn hoan hỷ, bố thí tất cả như vậy cũng chẳng buồn rầu, cũng chẳng hối tiếc. Tùy chỗ cầu xin đều thí cho, đúng thời giúp cho không nhàm mỏi, tất cả hết thảy đều xả bỏ, những người đến xin đều đầy đủ. Bồ Tát tùy thuận đồ vật mà chúng sinh ưa thích đều bố thí, khiến cho tâm chúng sinh được mãn nguyện. Tóm lại, chúng sinh cần gì thì Bồ Tát bố thí cái đó. Đúng lúc chúng sinh cần thì Ngài bố thí, song tâm của Ngài chẳng có tư tưởng nhàm mỏi phiền muộn. Hết thảy tất cả phẩm vật đều xả bỏ bố thí cho chúng sinh. Phạm là chúng sinh đến cầu xin, chẳng làm cho họ thất vọng, đều được đồ vật mà họ mong muốn, đều đại hoan hỷ. Vì nghe pháp nên thí thân mình, tu các khổ hạnh cầu bồ đề. Lại vì chúng sinh xả tất cả, cầu trí vô thượng không thối chuyển. Bồ Tát vì nghe Phật pháp, cho nên bố thí thân của mình tu đủ thứ khổ hạnh. Tại sao phải tu khổ hạnh? Vì cầu đạo Bồ Đề sớm thành quả Phật. Bồ Tát lại vì chúng sinh làm lợi ích, cho đến làm tất cả công đức bố thí cho chúng sinh. Vì cầu trí huệ vô thượng, cho nên vĩnh viễn không thối chuyển tâm Bồ Đề. Từ chỗ Đức Phật nghe chánh pháp, tự xả thân mình làm tôi tớ, vì muốn cứu khắp các quần sinh, phát sinh vô lượng tâm hoan hỷ. Bồ Tát vì ở chỗ Đức Phật lắng nghe chánh pháp, cho nên đem thân thể của mình bố thí cho Phật, làm người hầu cận cho Phật, vì muốn cứu độ khắp tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ, mới phát sinh tâm từ bi hỷ xả vô lượng cùng với vô lượng tâm hoan hỷ. Bồ Tát thấy Thế Tôn đạo sư hay dùng tâm từ rộng lợi ích, bấy giờ nhảy nhót sinh hoan hỷ, nghe thọ vị pháp của Như Lai. Bồ Tát thấy được Phật hay dùng tâm từ bi rộng lợi ích tất cả chúng sinh, lúc đó Bồ Tát thấy Phật lợi ích chúng sinh hoan hỷ vui mừng, không tự chủ được, bèn nhảy nhót lên, lắng nghe lãnh thọ vị pháp thâm sâu của Phật. Bồ Tát có tất cả căn lành đều đem hồi hướng cho chúng sinh, khắp đều cứu hộ không thừa sót, luôn khiến giải thoát thường an lạc. Bồ Tát có tất cả căn lành hoàn toàn hồi hướng cho tất cả công đức, khắp cứu độ bảo hộ cho tất cả chúng sinh, chẳng thừa sót chúng sinh nào mà không được lợi ích, vĩnh viễn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được giải thoát, đắc được an ổn khoái lạc. Bồ Tát có tất cả quyến thuộc, sắc tướng đoan nghiêm hay biện huệ, hoa kế y phục và hương thoa, các thứ trang nghiêm đều đầy đủ. Bồ Tát có tất cả quyến thuộc, sắc tướng rất đoan chánh trang nghiêm, lại có trí huệ biện tài vô ngại, có đủ thứ hoa kế, đủ thứ y phục, đủ thứ hương thoa, đủ thứ hương bột, đủ thứ đồ trang nghiêm, thảy đều đầy đủ. Các quyến thuộc đó đều hy hữu, tất cả Bồ Tát đều thí được, chuyên cầu chánh giác độ quần sinh, tâm ý như vậy không tạm xả. Tất cả quyến thuộc đó rất ít có, song Bồ Tát đem quyến thuộc của mình đều bố thí được. Tại sao? Vì chuyên cầu chánh giác Phật để giáo hóa cứu độ chúng sinh, tâm đại bồ đề đó không có lúc nào tạm xả bỏ. Bồ Tát suy nghĩ kỹ như vậy, thực hành các thứ nghiệp rộng lớn đều đem hồi hướng các chúng sinh mà chẳng sinh ra tâm chấp lấy. Bồ Tát khéo suy ngẫm như thế, khắp tu hành đủ thứ nghiệp thiện công đức rộng lớn, đem công đức lành đó hồi hướng cho tất cả chúng sinh mà chẳng có tơ hào,
Tâm chấp trước thủ lấy tướng. Bồ Tát chẳng có tư tưởng như vậy. Hiện tại tôi bố thí có nhiều công đức lành như vậy, công đức của tôi quá lớn, chẳng giống như vua Lương Võ Đế thấy được tổ sư Bồ Đề Đạt Ma hỏi: tôi kiến tạo rất nhiều chùa to Phật lớn, độ được rất nhiều tăng ni, như vậy có bao nhiêu công đức? Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma đáp: chẳng có công đức gì hết. Tại sao lại nói như thế? Vì tâm chấp trước của vua Lương Võ Đế quá nặng, do đó ông ta cho ông ta một gáo nước lạnh khiến cho ông ta bừng tỉnh, đừng vì có công đức mà bố thí. Do đó tam luân thể không mới thật bố thí. Bồ Tát xả bỏ ngôi vua lớn cùng với cõi nước, các thành ấp, cung điện lầu các và vườn rừng, tôi tới thị vệ đều không tiếc. Khi Bồ Tát thị hiện làm ông vua thì hoặc đem ngôi vua xả bỏ, hoặc đem cõi nước xả bỏ, hoặc đem thành ấp xả bỏ, hoặc đem cung điện xả bỏ, hoặc đem lầu các xả bỏ, thậm chí vườn rừng tôi tớ thị vệ thầy đều xả bỏ mà không xẻ tiếc. Ở trong vô lượng trong ngàn kiếp đi khắp các nơi bố thí cho, nhờ đó giáo hóa các chúng sinh đều khiến vượt lên bờ vô thượng. Bồ Tát ở trong vô lượng trong ngàn kiếp về trước, ngài du hành đến khắp tất cả cõi nước chư Phật mười phương ba đời để bố thí tất cả căn lành mà ngài tích tụ. Vì có nhiều công đức lành cho nên giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều vượt lên bờ niết bàn vô thượng bên kia. Vô lượng phẩm loại đều khác biệt, mười phương thế giới hội họp đến. Bồ Tát thấy rồi tâm vui mừng, theo chỗ họ xin khiến đầy đủ. Có vô lượng vô biên chúng sinh phẩm loại đều khác nhau, mười phương thế giới chúng sinh phẩm loại khác nhau, đều hội họp đến chỗ Bồ Tát hành bố thí. Bồ Tát thấy vô lượng chúng sinh hướng về ngài hóa duyên như vậy, trong tâm rất vui mừng, bèn tùy theo sự cầu xin của chúng sinh mà bố thí, khiến cho họ đều được đầy đủ như hồi hướng của Phật ba đời. Bồ Tát cũng tu nghiệp như vậy, chỗ tu hành của đấng điều ngự thảy đều theo học đến bờ kia, giống như sự hồi hướng trong quá khứ của tất cả chư Phật mười phương ba đời tu, Bồ Tát cũng tu nghiệp hồi hướng như vậy. Chư Phật tu hành những pháp môn nào, Bồ Tát đều theo Phật tu học pháp đến bờ kia. Bờ kia tức là cảnh giới không sinh không diệt, không sơ không sạch, không tăng không giảm, tức cũng là thường lạc ngã tịnh, bốn đức niết bàn. Bồ Tát quán sát tất cả pháp, ai là người vào được pháp này, vào như thế nào, vào chỗ nào, như vậy bố thí tâm không trụ. Bồ Tát quán sát tất cả Phật pháp, suy ngẫm tất cả Phật pháp, ai vào được pháp này, làm thế nào vào được trong pháp vắng lặng, tất cả các pháp đều không, lại có gì để vào, tức là bố thí pháp cũng là không, có gì có thể trụ. Bồ Tát hồi hướng trí thiện xảo, Bồ Tát hồi hướng pháp phương tiện, Bồ Tát hồi hướng nghĩa chân thật, ở trong pháp đó không chấp trước. Bồ Tát hồi hướng sự tu của ngài về trí huệ thiện xảo, khiến cho chúng sinh cũng đều có trí huệ thiện xảo. Bồ Tát hồi hướng cho chúng sinh, đó là pháp phương tiện. Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, hồi hướng về lý thể chân thật, hồi hướng về thật tế, bất cứ tu pháp gì cũng đều không chấp trước. Tâm không phân biệt tất cả nghiệp, cũng không nhiễm trước nơi nghiệp quả, biết tánh Bồ Đề từ duyên khởi, vào sâu pháp giới không trái nghịch. Tâm của Bồ Tát chẳng chấp trước tất cả nghiệp thiện và nghiệp ác, cũng chẳng có tư tưởng nhân quả báo ứng khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, biết pháp tánh Bồ Đề là từ nhân duyên sinh ra, cho nên vào pháp giới thâm sâu cũng chẳng trái nghịch với pháp thật tế lý thể. Chẳng ở trong thân mà có nghiệp, cũng chẳng nương trụ ở nơi tâm, trí huệ biết rõ không tánh nghiệp, do nhân duyên nên nghiệp không mất. Bồ Tát chẳng nói ở trong thân mình tạo ra nghiệp gì, cho nên chẳng chấp có nghiệp, cũng chẳng nương trụ ở nơi tâm, do đó ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, tức là chẳng chấp trước vào tâm, có trí huệ rồi thì sẽ thấu rõ tất cả nghiệp tánh là không, chẳng có tồn tại tánh nghiệp. Vì có các thứ nhân duyên như vậy cho nên nghiệp lực cũng chẳng mất đi. Tâm chẳng vọng lấy pháp quá khứ, cũng chẳng tham cầu việc vị lai, ở nơi hiện tại chẳng chỗ trụ, thấu đạt ba đời đều vắng lặng. Tâm của Bồ Tát chẳng vọng lấy pháp quá khứ, cũng chẳng tham cầu việc vị lai, hiện tại bây giờ cũng chẳng chỗ trụ, tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng đều không, tất cả đều không chấp trước. Tại sao không chỗ trụ? Vì thấu rõ thông đạt ba đời đều là vắng lặng. Bồ Tát đã đến sắc bên kia, thọ tưởng hành thức cũng như vậy, vượt khỏi dòng sinh tử thế gian, tâm ngài khiêm hạ thường thanh tịnh.
Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo hết thảy tất cả đều xả bỏ được, nhìn thấy tất cả đều không, do đó đối với sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn biết là vắng lặng. Vì là vắng lặng cho nên đến được bờ bên kia sắc thọ tưởng hành thức, tri kiến của Bồ Tát và của phàm phu hoàn toàn khác nhau. Bồ Tát vượt qua được biển khổ sinh tử của thế gian, tâm của Bồ Tát khiêm hạ thường thanh tịnh. Quán kỹ năm uẩn 18 giới, 12 xứ cùng với thân mình, mỗi mỗi nơi đây cầu Bồ Đề, thể tánh rốt ráo không thể được. Bồ Tát quan sát kỹ sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn là không, lại quan sát mắt tai mũi lưỡi thân ý 6 căn và sắc thanh hương vị xúc pháp 6 trần, cùng với nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, hợp thành 18 giới cũng là không, lại quan sát 12 xứ, 6 căn và 6 trần, và thân mình cũng là không. Nơi năm uẩn, 18 giới, 12 xứ này, cầu Bồ Đề giác đạo đều không thể đắc được. Tại sao? Vì thể tính của nó đều là không. Chẳng lấy tướng các pháp thường trụ, nơi tướng đoạn diệt cũng chẳng chấp, pháp tánh chẳng có cũng chẳng không. Nghiệp lý thứ lớp chọn vô tận, Bồ Tát tu hành trung đạo liễu nghĩa, cũng chẳng thiên về không, cũng chẳng lệch về có. Lệch về có tức là chấp tướng thường, đoạn lạc thường kiến. Thiên về không tức là chấp tướng đoạn, đoạn lạc về đoạn kiến. Vật pháp chẳng phải thường, cũng chẳng phải đoạn, chẳng đoạn chẳng thường là trung đạo liễu nghĩa. Cho nên nói chẳng thủ lấy tướng của các pháp thường trụ. Bồ Tát chẳng chấp trước tất cả pháp có tướng thường trụ, vậy chẳng có thường có đoạn chăng? Tướng đoạn cũng chẳng chấp vào, cho nên chẳng chấp đoạn, chẳng chấp thường, đó mới là trung đạo liễu nghĩa. Bản tánh của pháp cũng chẳng phải có, cũng chẳng phải không, có không cũng là tà kiến. Tuy nhiên chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng có, chẳng không, song lý thể của nghiệp rất có thứ lớp, vô tận chẳng hết được. Nơi các pháp chẳng có chỗ trụ, chẳng thấy chúng sinh và bồ đề, trong mười phương cõi nước ba đời, rốt ráo mà cầu không thể được. Bồ Tát tu hành các pháp, chẳng trụ vào các pháp, tức pháp chẳng phải pháp, chẳng chấp trước vào tướng của tất cả các pháp. Chẳng những tất cả pháp là không, mà chúng sinh và bồ đề cũng là không. Vốn không nên chấp trước cõi nước chư Phật mười phương và chỗ trụ của chư Phật ba đời, rốt ráo mà nói thì cầu không thể được. Tại sao? Vì nó vốn là không. Nếu quán các pháp được như vậy thì thấu hiểu giống như chư Phật, tuy cầu tánh đó không thể được, chỗ Bồ Tát hành cũng không hư. Nếu biết các pháp vốn không thì còn có gì để chấp trước. Do đó các pháp từ xưa nay thường là tướng vắng lặng, không thể dùng lời nói. Nếu quán được thật tướng của tất cả các pháp thì sẽ thấu hiểu giống như chư Phật. Tuy nhiên cầu bản tánh của pháp không thể đắc được, song công đức của Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo không thể không có. Tại sao nói không hư? Vì phước không tổn hại, tu hành thì nhất định sẽ có phước, không tu hành thì chắc chắn sẽ không có phước đức. Bồ Tát biết pháp từ duyên có, không trái tất cả chỗ hành đạo, mở bày giải nói các vết nghiệp, muốn khiến chúng sinh đều thanh tịnh. Bồ Tát thấu rõ tất cả các pháp là từ nhân duyên sinh ra mà có, do đó các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt. Lại nói, nhân duyên sinh ra pháp, ta nói tức là không, cũng gọi là tên giả, cũng gọi nghĩa trùng đạo. Vì nó là tên giả, cho nên nói không cũng là giả, chẳng trái với tất cả chỗ hành đạo tức là trung đạo. Phàm là có sự tu hành thì nhất định sẽ có sự thành tựu. Bồ Tát mở bày pháp môn phương tiện, thị hiện tướng chân thật, giải thích nghĩa thâm sâu, diễn nói pháp vi diệu, mở bày giải nói đạo lý quả báo của tất cả nghiệp. Tại sao Bồ Tát không việc đi tìm việc làm ở trong lời nói mà lập lời nói? Đó là khiến cho chúng sinh khôi phục lại bộ mặt thật vốn có, bản lai diện mục, đắc được nguồn gốc thanh tịnh, tánh diệu chân như. Đó là chỗ bậc trí hành đạo, pháp của tất cả Như Lai nói, tùy thuận suy ngẫm vào chánh nghĩa, tự nhiên giác ngộ thành Bồ Đề. Đó tức là con đường tu hành của người có trí huệ, pháp của tất cả chư Phật mười phương ba đời nói ra. Nếu có thể tùy thuận đạo lý này để suy ngẫm thì sẽ nhập vào nghĩa chánh pháp, tự nhiên sẽ giác ngộ thành tựu Bồ Đề giác đạo. Các pháp không sinh cũng không diệt, cũng lại không đến cũng không đi, chẳng nơi này chết mà sinh kia, là người ngộ hiểu các Phật pháp. Các pháp là vắng lặng, cho nên nó không sinh cũng không diệt. Pháp thì không đến không đi, ở nơi này chết rồi lại sinh đến nơi khác, những tư tưởng này đều chẳng có.
Nếu người này hiểu ngộ được thì đó là chánh pháp của chư Phật. Vậy đừng chấp trước vào tất cả tướng, thấu đạt các pháp tánh chân thật mà nơi pháp tánh không phân biệt. Biết pháp không tánh không phân biệt, người này khéo vào trí chư Phật, thấu rõ thông đạt lý thể của tất cả các pháp chân thật. Đối với bản tánh của pháp chẳng có tâm phân biệt, biết pháp tánh là không, tại nơi không chẳng sinh ra sự phân biệt, người đó khéo khế hợp với trí huệ của chư Phật. Pháp tánh khắp tất cả mọi nơi, tất cả chúng sinh và cõi nước, ba đời tồn tại không thừa sót, cũng không hình tướng mà đắc được. Pháp tánh đầy khắp tất cả mọi nơi, do đó tận hư không khắp pháp giới đều có pháp tánh, hết thảy chúng sinh và hết thảy cõi nước, pháp tánh đều tồn tại, ba đời đều có pháp tánh tồn tại, chẳng có nơi nào mà không có pháp tánh. Tuy là tự nhiên có pháp tánh tồn tại, nhưng pháp tánh không hình tướng mà là vắng lặng, không thể đắc được. Tuy pháp tánh không hình tướng, nhưng nếu thật tu hành thì cũng đắc được trí huệ chân chánh, chỗ tất cả chư Phật giác ngộ, thể đều nhiếp lấy không thừa sót. Tuy nói tất cả pháp ba đời, các pháp như vậy đều chẳng có. Tất cả chư Phật mười phương ba đời giác ngộ pháp tánh khắp tất cả mọi nơi, pháp tánh tuy nhiên không hình tướng mà khắp cùng tất cả mọi nơi. Đây là đạo lý gì? Vì nó có sức lực đó, Phật giác ngộ bản tánh của pháp, nhiếp lấy pháp tánh không thừa sót. Tuy nhiên Phật diễn nói tất cả các pháp ba đời nhưng không chấp trước pháp tướng. Tuy nhiên pháp tánh là có nhưng pháp tướng là không. Tất cả các pháp của Phật nói đều là không. Như các pháp tánh khắp tất cả, Bồ Tát hồi hướng cũng như thế. Như vậy hồi hướng các chúng sinh thường nơi thế gian không thối chuyển. Giống như tất cả pháp tánh khắp cùng tất cả mọi nơi, nhưng nhìn mà không thấy, lắng mà không nghe, ngửi mà không mùi. Bồ Tát tu công đức hồi hướng cũng giống như thế. Tuy nhiên không có hình tướng, nhưng công đức không thể nghĩ bàn. Vì vậy cho nên phải tu tập tất cả công đức hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Chẳng những ngài tu hạnh Bồ Tát một ngày, mà là ngày ngày đều tu hạnh Bồ Tát, tháng tháng đều tu, năm năm đều tu, đời đời kiếp kiếp đều tu hạnh Bồ Tát. Đem công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, thường ở tại nhân gian không thối chuyển tâm Bồ Đề. Phật nói pháp chẳng có pháp nhất định, có kinh thì nói đạo lý có kinh thì nói đạo lý không. Tại sao nói có, nói không? Vì chúng sinh chẳng chấp trước có thì chấp trước không, chẳng chấp không thì chấp có. Kỳ thật pháp thì chẳng không chẳng có, chẳng đạn chẳng thường. Cho nên Phật vì phá chấp trước của chúng sinh mà dùng đủ thứ ví dụ để vì chúng sinh nói pháp. Song bản tánh của chúng sinh ngu si hồ đồ, chẳng cầm cái này lên thì cầm cái kia lên, cuối cùng không thể buông xả đặng. Buông xả cái này xuống thì cầm cái kia lên, buông xả cái kia xuống thì cầm cái nọ lên. Giống như vọng tưởng này ngừng thì vọng tưởng kia lên, vọng tưởng kia ngừng thì vọng tưởng nọ lên. Lại giống như sóng trong biển chẳng có lúc nào ngừng. Cho nên Phật nói pháp là đối trị vọng tưởng của chúng sinh. Nếu không sinh vọng tưởng, tức là nguồn gốc của các pháp lý thể chân thật, song chúng ta chúng sinh không thể dừng vọng tưởng lại được. Cho nên chư Phật mới nói tất cả các pháp để đối trị tất cả vọng tưởng của chúng sinh. Nếu vọng tưởng không còn nữa thì tất cả các pháp không còn dùng nữa. Hết tập 13.